Y võ song toàn. Tần Lâm, bản dịch. Tập 2. Nhìn thấy mấy ngôi mộ ngổn ngang trước mắt, Tôn Kiến Dân nói, chúng ta đợi ở đây đã. Lãnh đạo Tôn vừa dứt lời, mọi người đều đứng lại, nhìn từng ngôi mộ ngổn ngang kia, có chút kinh ngạc. Chẳng nhẽ người nhà của lãnh đạo Tôn lại được chôn ở đây sao? Như vậy cũng quá khiêm tốn rồi. Nếu đúng như vậy thì tí nữa, ở trước mặt lãnh đạo phải cúi đầu cúng bái, phải tỏ ra hiếu thuận hết mức có thể. Tôn Kiến Dân đi vào sâu trong cánh rừng, đến bên cạnh Tần Lâm rồi nói. Tiểu sư huynh, ngoại trừ tam đại gia tộc ra, mọi người cơ bản đều đến rồi, có nên. Tần Lâm lắc đầu. Người nhà của tôi vốn đang nằm yên dưới phần mộ, không nên làm phiền đến họ, nhưng phong thủy ở đây tệ quá, không hợp để ở, vậy nên mấy ngày sau, chuẩn bị rời mộ. Tần Lâm vốn muốn giải quyết mọi ân oán, bắt những tên đầu sỏ năm đó phải bồi táng ở đây để an ủi linh hồn của bố mẹ người thân ở trên trời cao. Nhưng bãi tha ma này thực sự quá tệ, phong thủy cảnh vật đều tệ, bố mẹ ông nội nhất định không quen. Hơn nữa việc tam đại gia tộc không ai đến cũng nằm trong dự tính của anh. Tần Lâm đã có lòng muốn bọn họ ít chịu đau khổ. Nhưng bọn họ lại không nắm lấy cơ hội này, vậy thì hết cách rồi. Đã thông báo phải đến, nhưng lại không đến, hậu quả tự chịu, Tần Lâm đã nói rồi. Nhà họ Trúc và nhà họ Đường đều đến đông đủ rồi nhỉ? Đều đến rồi. Bắt bọn họ quỳ xuống. Được. Tôn Kiến Dân đi xuống từ sườn núi, lạnh lùng nói với người nhà họ Trúc và nhà họ Đường. Cúng bái trước đi. Nói xong, Trúc Minh và Đường Long Dân đều nhìn nhau, do dự một chút, sau đó quỳ trước đống mấy ngôi mộ ngổn ngang trước mặt. Sau đó mọi người đều quỳ xuống, trố mắt nhìn nhau, trong lòng đầy nghi vấn, nhưng không dám hỏi. Rốt cuộc mình đang cúng bái ai vậy? Người nhà của lãnh đạo Tôn chẳng nhẽ lại được mai táng ở đây. Nhưng tại sao lại bắt bọn họ quỳ xuống? Nói xong câu này, Tôn Kiến Dân và Mạnh Văn Cương đều đi vào trong, đến bên cạnh Tần Lâm. Tôn Kiến Dân nói, tiểu sư huynh, vị này là Mạnh sư đệ Mạnh Văn Cương, nhị sư huynh Vương Kim Hải cũng muốn đến gặp sư huynh. Lời vừa dứt, bầu trời liền truyền đến âm thanh vang dội, một chiếc máy bay trực thăng vũ trang đang bay trên đỉnh đầu. Đám người nhà họ Trúc và nhà họ Đường đều lộ vẻ kinh hãi, núi Đông Sơn sao lại xuất hiện máy bay trực thăng vũ trang vậy? Dọa người quá! Lãnh đạo Tôn có thể điều động quân đội sao? Hai nhà rất kính nể Tôn Kiến Dân, quỳ trước mộ nhà họ Tần trông vô cùng tôn kính. Máy bay trực thăng dừng trên bầu trời, cách mặt đất khoảng mấy chục mét, một bóng người mặc quân phục, vai gắn quân hàm năm sao nhảy xuống. Sau đó, chạy đến trước mặt Tần Lâm. Kính cẩn nói. Tiểu sư huynh, tôi là Vương Kim Hải. Tần Lâm gật đầu, coi như đã thấy. Nhìn thấy Tần Lâm trẻ như vậy đã có khí chất bất phàm, ba người Vương Kim Hải đều không khỏi kính nể. Trong số các sư huynh sư đệ, mặc dù thân phận của ai cũng không tầm thường, nhưng lợi hại nhất vẫn là Vương Kim Hải. Bởi vì ông ấy là người duy nhất được sư phụ dạy công phu khô. Vương Kim Hải năm nay 45 tuổi. Dựa vào công phu của bản thân gây dựng vị trí nhất định trong giới quân đội, nhưng ông ấy biết dù trong thế giới này mình có lợi hãi cỡ nào, nhưng công phu của ông ấy vẫn kém xa vị tiểu sư huynh trước mặt. Tần Lâm đứng trước mộ của ông nội, nhớ về chuyện 10 năm trước, sắc mặt ảm đạm. Trước khi tới đây, Vương Kim Hải cũng đã nghe qua chuyện của tiểu sư huynh, ông ấy hỏi. Tiểu sư huynh, hay là tôi điều động lực lượng vũ trang, xử lý đám người này? Tần Lâm lắc đầu, tôi phải tự tay báo thù. Lời vừa dứt, Tần Lâm đột nhiên nhận được tin, Trúc Linh Linh gửi tới, lông mày lập tức nhíu lại. Nhà họ Tề đúng là muốn chết. Gan nhà họ Tề không bé chút nào, dám bắt thím Trúc đi. Vương Kim Hải nghe tin xong liền nói. Tiểu sư huynh, chuyện này giao cho tôi giải quyết được không? Tần Lâm gật đầu, Vương Kim Hải giải quyết chuyện này sẽ tiện hơn. Được rồi, ba người về đi. Thông báo cho tam đại gia tộc, bảo bọn họ chuẩn bị phần mộ ở núi Thanh Mai đi. Vâng, Vương Kim Hải, Tôn Kiến Dân, còn có Mạnh Văn Cương đều là ba người có quyền trong quân đội, giới chính trị, thương trường, họ cúng bái phần mộ của người nhà họ Tần, sau đó mới xuống núi. Còn cảnh sát vũ trang ở đây sẽ nghe theo lệnh của tiểu sư huynh. Tần Lâm cũng đi xuống sườn núi, nhìn thấy những ngôi mộ ngổn ngang nơi đây,
cũng không biết bên dưới lớp đất kia đang chôn vị trưởng bối nào của nhà họ Tần. Nhìn thấy bóng dáng của Tần Lâm, đám người Trúc Minh đều cau mày. Sao cậu ta có thể đến được đây? Đúng vậy, đây là nơi để lãnh đạo tôn cúng bái người nhà, một tên rác rưởi như cậu ta sao có thể xuất hiện ở đây được? Sắc mặt Trúc Minh vô cùng u ám, ở đây có vô số gia tộc lớn, hiện nay nhà họ Trúc bọn họ đang bị cô lập. Rất nhiều người đều biết nhà họ Trúc qua lại với tàn dư của nhà họ Tần, nếu như Tần Lâm lại gây ra tai họa gì, chắc chắn sẽ liên lụy đến bọn họ. Cần phải nhân cơ hội này vạch rõ ranh giới với thằng nhóc họ Tần kia. Tần Lâm đến trước mấy ngôi mộ kia, nhìn thấy nhà họ Trúc và nhà họ Đường và một số gia tộc tương đương đang quỳ ở đây, cảm thấy khá hài lòng. Tần Lâm đứng chắp tay trước bọn họ, khiến bọn họ lập tức trợn mắt nhìn. Người mà họ cúng bái là người nằm trong mộ. Nhưng mà lúc này, khi Tần Lâm đứng trước mặt họ, trông như họ đang quỳ lạy Tần Lâm. Trúc Minh đứng dậy, mặt đầy tức giận. Tên nhãi con, cậu ở đây làm cái gì, ai cho phép cậu đến đây? Đây không phải chỗ mà loại người như cậu có thể tới, cậu mau cút đi cho tôi. Ánh mắt của Tần Lâm quét qua người Trúc Minh, anh bước từng bước đến phía trước. Trúc Minh cau mày, cậu đang làm gì vậy? Cậu không nghe thấy lời tôi nói à? Mau làm theo lệnh của tôi. Lệnh của ông là cái thá gì? Tên nhãi con sắc xước. Lời vừa dứt, Tần Lâm giơ tay, tát ông ta một cái. Một tiếng, bốp, vang lên. Một cái bạt tai đập lên mặt Trúc Minh, khiến ông ta xoay một vòng rồi ngã nhào trên mặt đất, mặt ông ta sưng lên, khóe miệng tràn ra máu tươi. Dám đánh tôi, cậu dám đánh tôi, sắc xược. Đồ sắc sược. Trúc Minh nằm trên mặt đất, trông vô cùng chật vật, mọi người đều trợn tròn mắt, mặc dù nhà họ Trúc không phải một trong những gia tộc đứng đầu, nhưng cũng không phải người bình thường, địa vị của Trúc Minh không hề tầm thường, vậy mà lại bị tên nhóc này tát trước mặt mọi người. Ánh mắt của Tần Lâm lạnh lẽo, sau khi giáo huấn Trúc Minh xong, anh xoay người quỳ trước mộ, cúng bái trưởng bối nhà họ Tần. Đám người Đường Long Dân đứng đằng sau, sắc mặt bắt đầu trầm xuống. Tên Tần Lâm này dám khoa trương hống hách đến vậy, chẳng thèm để ý đây là đâu mà đánh người. Trước vô vàn con mắt đang chứng kiến, bọn họ nhất định phải dạy cho Tần Lâm một bài học. Tên họ Tần kia, ai cho phép cậu quỳ ở đây? Cậu có biết mình đang cúng bái ai không? Cậu có đủ tư cách làm vậy sao? Chúng tôi quỳ ở đây là vì nhận được lời mời của lãnh đạo tôn, những người có thể quỳ ở đây đều là người giàu sang quyền quý, còn cậu chỉ là con cháu của một gia tộc lụi bại. Đến đây góp vui hả? Được phép quỳ ở đây là biểu tượng của địa vị, loại rác rưởi như cậu mau cút đi. Đừng ở đây tự làm mình mất mặt nữa. Nghe xong câu này, Tần Lâm đứng dậy, quay đầu lại nhìn đám người nhà họ Đường, khóe miệng nhếch lên, cười mỉm. Biểu tượng của địa vị sao? Nhà họ Đường các người đúng là thích làm chó nhỉ. Nhà họ Đường thực sự quá nực cười, có những người làm chó quen rồi không biết cách làm người nữa. Bây giờ quỳ ở đây còn cảm thấy bản thân là người có địa vị, thật đúng là đang làm trò. Đường Long Dân vẫn không đứng dậy, dù sao không biết lãnh đạo tôn lúc nào sẽ về, ông ta cũng không muốn để lãnh đạo tôn nhìn thấy cảnh ông ta đứng dậy. Tuy nhiên, tên Tần Lâm này phải nhận được một bài học thích đáng. Tên họ Tần kia, nhìn thấy trưởng bối còn không mau qua đây chào hỏi à, trong mắt cậu không còn người ông này à. Tần Lâm cười lạnh. Bước từng bước đến trước mặt Đường Long Dân, từ trên cao nhìn xuống. Ông đáng sao? Con người Đường Long Dân co lại, sắc mặt vô cùng âm trầm. Sắc sược, có đứa cháu nào nói năng như vậy với trưởng bối không? Tần Lâm cười lạnh, trưởng bối. Khi nhà họ Tần chúng tôi rạng rỡ, phát triển, các người ngày nào cũng đến thăm hỏi nhà tôi ba lần, gặp ông nội tôi, hận không thể cúi đầu chào hỏi. Hiện nay nhà họ Tần sa sút. Các người liền thay đổi thái độ, bỏ đá xuống giếng, đuổi tận giết tuyệt, ngay cả bảo mẫu nhà họ Tần cũng không buông tha. Mà tất cả những điều các người từng làm chỉ để nịnh bợ tam đại gia tộc. Đường Long Dân ông làm chó cho người khác, cảm thấy thế nào? Mấy lời này của Tần Lâm khiến người nhà họ Đường mặt đỏ tới mang tai. Đường Long Dân giận đến tím mặt, sắc sược. Đường Long Dân không kìm được cơn giận, đứng dậy. Một thằng cháu ngoại mà dám đứng trước mặt bao người nhục nhã cả nhà họ Đường, đúng là tìm chết. Coi Đường Long Dân là không khí sao? Thằng nhãi con, mấy việc cậu làm với Thiên Hào,
tôi còn chưa tính toán đâu, hôm nay cậu dám ở đây hỗn láo. Nếu không dạy cho cậu một bài học, chắc cậu vẫn tự coi mình là đại thiếu gia. Nhìn tôi xử lý cậu đây. Lời vừa dứt, Đường Long Dân giơ cây gậy lên, muốn đánh vào mặt Tần Lâm. Trưởng bối dạy bảo con cháu là điều hiển nhiên, dù cho Đường Long Dân chẳng có chút tình cảm nào với Tần Lâm, nhưng trưởng bối vẫn là trưởng bối. Trước mặt bao người mà anh dám phát ngôn bừa bãi, nếu như ông ta không dạy cho anh một bài học, về sau nhất định sẽ bị người ta bàn tán này nọ. Tuy nhiên tốc độ của Đường Long Dân sao có thể nhanh bằng Tần Lâm được. Tần Lâm không hề khách khí, dễ dàng tát một phát lên cái mặt già của Đường Long Dân. Một tiếng, bốp, vang lên, mặt của Đường Long Dân hẳn rõ năm vệt ngón tay. Nếu ông ta đã không biết xấu hổ đến vậy, Tần Lâm cần gì phải giữ thể diện cho ông ta. Cái tát này khiến Đường Long Dân lại quỳ xuống đất. Mặt đau nhức nóng hừng hực, khiến đầu óc Đường Long Dân vô cùng choáng váng, suýt nữa ngất. Vài giây sau, đám người kia mới phản ứng kịp. Hỗn láo, cậu quá hỗn láo rồi, đúng là muốn chết. Người nhà họ Đường đều đứng dậy, người nhà họ Trúc cũng vậy, tên nhãi họ Tần này thật sự quá hỗn láo. Hôm nay mọi người ở đây vốn dĩ chẳng ai thèm để ý đến anh, nhưng anh lại dám không biết điều đến vậy, dám đánh người của hai nhà họ, đúng là tìm chết. Tuy nhiên, khi nhà họ Trúc và nhà họ Đường chuẩn bị nhúc nhích, cảnh sát vũ trang lao như bay đến. Mấy chục cảnh sát vũ trang bao vây lấy hai nhà. Họng súng đen ngòm chĩa vào đầu bọn họ, ai cũng không dám động đậy, chỉ cần nhúc nhích một chút thôi là sẽ tiêu đời. Đám người Đường Long Dân đều vô cùng sợ hãi, mặt mày tái nhợt, không ai dám động đậy. Mấy người nhầm rồi, mấy người hiểu lầm rồi. Đường Long Dân vội vã giải thích. Cậu ta không phải là người nhà của lãnh đạo Tôn, cậu ta là một kẻ chống đối nhà họ Đường chúng tôi, các người nhầm rồi. Tuy nhiên mấy vị cảnh sát vũ trang này vẫn không cử động, sắc mặt lạnh như tiền, bọn họ chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh, mấy thứ khác họ đều không quan tâm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trúc Minh cũng cau mày nói. Các anh có thể bị nhầm rồi, tên nhóc kia lúc nãy dập đầu cúng bái là đang muốn kết giao với lãnh đạo Tôn, cậu ta vốn chẳng phải họ hàng gì với lãnh đạo Tôn, các anh đừng hiểu lầm. Nhưng dù hai người có nói thế nào, mấy vị cảnh sát vũ trang vẫn không hề di chuyển, họng súng đen ngòm vẫn chĩa vào bọn họ, hai chân bọn họ run như cầy sấy. Bị tát hai cái mà không ai dám tát lại. Tần Lâm lạnh lùng nói, tiếp tục quỳ đi. Đường Long Dân nhướng mày, sắc sược, cậu đang nói cái gì vậy? Đường Long Dân vừa hét lớn, súng của mấy vị cảnh sát vũ trang lập tức chĩa vào đầu ông ta. Trong nháy mắt, Đường Long Dân toát mồ hôi lạnh. Nhìn thấy Tần Lâm, mặc dù bọn họ đều nghiến răng nghiến lợi, nhưng khi đối mặt với họng súng, Đường Long Dân vẫn phải khuỵu gối, tiếp tục quỳ. Đám người nhà họ Trúc lúc này dương oai diễu võ cũng phải quỳ xuống. Tần Lâm đứng trước mặt Đường Long Dân, tay chắp sau lưng, lạnh lùng nói. Quỳ đến tối, ai dám bỏ đi, giết người đấy. Rõ. Nói xong, Tần Lâm liền xuống núi. Đường Long Dân cau mày hỏi, đồng chí. Tại sao các đồng chí lại nghe lệnh của cậu ta vậy? Các đồng chí nhất định nhầm rồi, ở đây nhất định có hiểu lầm gì rồi. Vị cảnh sát vũ trang kia ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Đường Long Dân. Còn nhiều lời là tôi sẽ tiến ông lên đường. Đường Long Dân lập tức câm miệng, cúi đầu xuống, không dám nói gì nữa. Chỉ là vẫn mắng nhỏ, tên nhãi họ Tần đúng là ăn may. Đám cảnh sát vũ trang này nhất định hiểu lầm cậu ta là người thân của lãnh đạo Tôn, tên nhãi còn dám ngang ngược trước mặt mình. Lúc trước, câu chuyện đổ máu chó lên đầu đều được truyền khắp các đại gia tộc, nhà họ Đường bị mất mặt một lần, không ngờ ngày hôm này lại bị tên nhãi họ Tần kia dạy cho một bài học, đúng là mất hết thể diện mà. Đường Long Dân lớn thế này rồi, là gia chủ của gia tộc, vậy mà bị một tên nhãi con tát cho một phát. Ông ta nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Đám người Trúc Minh cũng cảm thấy vô cùng mất mặt, bọn họ đông người đến vậy mà không thể chống lại một tên tàn dư của nhà họ Tần, chuyện này mà bị truyền ra ngoài, hai nhà bọn họ còn đâu thể diện nữa. Đường lão gia yên tâm, tên nhãi họ Tần này chẳng qua chỉ là cáo mượn oai hùm, đợi đến khi xuống núi, sau khi hiểu lầm được giải quyết, còn ai dám giúp cậu ta nữa. Theo như họ thấy, hôm nay Tần Lâm có thể kiêu ngạo đến vậy,
chẳng qua là vì vào đội cảnh sát vũ trang tưởng nhầm anh có quan hệ với lãnh đạo Tôn mà thôi. Tên nhóc này, tâm cơ đủ sâu, không mời mà đến, cố ý dựa hơi lãnh đạo. Nhưng hiểu lầm vẫn chỉ là hiểu lầm mà thôi, sau khi ra khỏi ngọn núi này, Tần Lâm chỉ là một tên thiếu gia đã mất hết tất cả. Đường Long Dân nghiến răng nghiến lợi gật đầu, thằng nhãi con, xem tôi xử lý cậu. Sau khi Tần Lâm xuống núi, anh nhìn thấy hai bố con Trúc Linh Linh và Trúc Dũng. Lúc này, mẹ của Trúc Linh Linh, Vương Vân đang bị gia đình Tề nhốt lại, và có thể đã bị tra tấn, hai bố con vô cùng lo lắng. Mặc dù đã nhờ Kim thiếu gia của tỉnh Lỵ giúp đỡ, nhưng dù sao anh ta cũng là người ở tỉnh khác, nước xa không cứu được lửa gần, vì vậy Trúc Linh Linh muốn đến đây xem thể gặp lãnh đạo Tôn không, nhờ lãnh đạo Tôn giúp đỡ. Tiếc rằng, ở đây chẳng có ai, ngay cả mặt mũi của lãnh đạo Tôn cũng chẳng thấy. Thấy vậy, Tần Lâm nói. Đừng lo lắng, anh đã phái người đi đón dì Vương rồi. Trúc Linh Linh cau mày, anh Tiểu Lâm đừng an ủi em nữa. Bây giờ không phải lúc để đùa giỡn. Em hỏi anh, lãnh đạo Tôn có ở trên núi không? Trúc Súng cũng gật đầu. Đúng vậy, Tiểu Lâm, bọn chú biết cháu rất tốt bụng, nhưng bây giờ không phải lúc khoe khoang, bọn chú thật sự có chuyện muốn tìm lãnh đạo Tôn, cháu có nhìn thấy ông ấy không? Trong mắt bọn họ, Tần Lâm mặc dù là người tốt, đối xử với bọn họ rất tốt, nhưng giờ tính mạng con người vẫn là quan trọng nhất, không phải là lúc để khoe mẽ. Tần Lâm bất đắc dĩ nói, Tôn Kiến Dân đã đi rồi. Trúc Linh Linh lập tức nhíu mày, hốc mắt ứng đỏ, lóng lánh ánh nước. Trúc Súng cũng thở dài một hơi, bây giờ ông ấy chỉ có đúng một mong ước, đó là hy vọng thiếu gia nhà họ Kim có thể giúp bọn họ. Tiểu Lâm, sau này nhắc đến lãnh đạo Tôn, không được phép nói thẳng tên ông ấy, cần phải dùng tôn xưng, đừng để chuyện này truyền ra mà đắc tội người khác. Trúc Súng nhắc nhở một câu. Lãnh đạo Tôn là người có quyền, dám gọi cả họ tên ông ấy như vậy thật quá thiếu tôn trọng. Tần Lâm sững người, gật đầu, cũng không giải thích, dù cho có nói ra thì cũng chẳng ai tin. Đột nhiên, ở đằng xa truyền đến tiếng ầm ầm, Tần Lâm nhìn ra xa, chỉ thấy 5 chiếc máy bay trực thăng vũ trang đang bay về phía nhà họ Tề. Tần Lâm biết đây là do nhị sư đệ Vương Kim Hải làm. Anh quay đầu nói với Trúc Linh Linh, yên tâm đi. Dì Vương sẽ không sao đâu. Trúc Linh Linh gượng cười gật đầu, trong lòng vẫn không yên, cô ấy cũng không tin mấy lời Tần Lâm nói. Cùng lúc đó, Kim Sơn Long đang đứng ở cổng nhà họ Tề, anh ta đã đợi một lúc lâu rồi, nhưng không có ai ra tiếp đón, điều này khiến anh ta khá sốt ruột. Trúc Linh Linh vốn vẫn luôn không đáp lại tình yêu của anh ta, lần này khó khăn lắm mới nhờ cậy anh ta một lần, anh ta vẫn hy vọng có thể giúp đỡ được cô ấy. Như vậy thì có thể cải thiện được hình tượng của mình trong lòng cô ấy, không biết chừng Trúc Linh Linh có thể động lòng mà gả cho anh ta. Kim Sơn Long lại ấn chuông thêm lần nữa, quản gia đi ra. Kim thiếu gia, lão gia nhà chúng tôi nói, cậu đừng xen vào chuyện nhà họ Trúc, mời cậu về đi. Kim Sơn Long cau mày, nhà họ Tề đúng là không nể mặt mà. Anh ta đứng đấy nghĩ một chút rồi rút điện thoại ra gọi cho bố là Kim Quảng Trí. Anh ta tóm tắt qua tình hình cho bố mình nghe, Kim Quảng Trí là binh đoàn trưởng trong quân đội, có lẽ nhà họ Tề sẽ nể mặt ông ta. Kim Quảng Trí vốn không muốn xen vào, chỉ có điều đây là chuyện lớn của con trai mình nên đành đồng ý, nếu như lần này thành công, Trúc Linh Linh có thể đồng ý gả vào nhà bọn họ, cũng coi như là không uổng phí công sức. Chẳng mấy chốc, Kim Quảng Trí đã gọi điện thoại đến nhà họ Tề. Tề gia chủ, tôi là Kim Quảng Trí. Tôi nghe nói mấy người đã bắt Phương Vân đi. Mấy người cần phải biết, nhà họ Kim và nhà họ Trúc có hôn ước. Không đợi Kim Quảng Trí nói hết câu, Tề Kiến Long đã hét lớn. Tên họ Kim kia, tôi khuyên ông đừng lo chuyện bao đồng, các người đánh què chân cháu trai tôi và nhà họ Trúc không đội trời chung, tôi không nể mặt ai hết. Kể cả ông. Nói xong, Tề Kiến Lâm cúp máy. Ông ta nhìn người phụ nữ trung niên bị trói trước mặt. Sắc mặt dữ tợn, ông ta giơ cây gậy sắt trong tay lên, lạnh lùng nói. Hiện nay cháu trai tôi Tề Hiền tàn phế rồi, tất cả đều là món quà mà con gái cô và tên tàn dư nhà họ Tần ban tặng. Hôm nay tôi nhất định phải ra tay, để cô cảm nhận được mùi vị bị đánh gãy tay gãy chân. Vương Vân vô cùng sợ hãi, ánh mắt đầy sự hoảng sợ. Tề Kiến Long vừa giơ cây gậy lên, chuẩn bị đập xuống,
đột nhiên có một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên khiến ông ta dừng lại. Đùng đùng, âm thanh càng ngày càng gần, đám người Tề Kiến Long vội vã ra cổng. Nhìn thấy trong vườn nhà họ Tề, năm chiếc trực thăng vũ trang bay trên bầu trời, gió lớn khiến mọi người không mở nổi mắt, đối mắt với thứ vũ khí nóng này, hai chân bọn họ đều nhũn ra. Tề Kiến Long mồm chữ A mắt chữ O. Chẳng mấy chốc, đã có một người nhảy xuống từ máy bay trực thăng, thân thể cao ráo, quân hàm 5 sao, chính là Đại tướng Vương Kim Hải. Nhìn thấy quân hàm trên vai Vương Kim Hải, hai chân Tề Kiến Long nhũn ra, suýt nữa quỳ xuống đất, ông ta vội vã chống gậy đỡ mình đứng dậy. Ngài làm vậy là có ý gì? Vương Kim Hải cả người đầy sát khí, uy phong lẫm liệt, hơn nữa còn có quân hàm 5 sao trên vai khiến mọi người vừa nhìn liền sợ, trước mặt ông ấy, ai có thể không sợ? Vương Kim Hải lạnh lùng nói, thả người, nếu không các người tự gánh hậu quả. Nghe thấy bốn chữ tự gánh hậu quả, Tề Kiến Long lập tức run sợ. Lời này nếu như do người khác nói, ông ta chắc chắn chẳng hề mảy may sợ hãi, nhưng lời này lại do Vương Kim Hải nói, ông ta sợ đến mức tóc gáy dựng ngược. Vương Kim Hải nói hậu quả tự gánh, đây không phải là nói đùa, năm chiếc máy bay trực thăng vũ trang đang bay trên bầu trời kia chỉ cần ra tay, cả nhà họ Tề sẽ bị san phẳng. Tề Kiến Long không thể nào ngờ được. Chỉ vì một người phụ nữ của nhà họ Trúc mà có thể khiến kẻ tai to mặt lớn như thế này ra tay, đối mặt với Vương Kim Hải, ông ta nào dám phản kháng, vội vã gật đầu, lập tức thả người. Vương Vân không hiểu gì đi ra ngoài, nhìn thấy mấy chiếc trực thăng được vũ trang ở bên ngoài, bà ấy sợ đến giật mình. Đây là đón mình sao? Vương Kim Hải nhìn thấy Vương Vân an toàn đi ra, liền rời đi. Mấy chiếc trực thăng vũ trang cứ bay ở phía trên. Nhà họ Tề không dám động đậy. Vương Vân đi ra khỏi nhà họ Tề nhưng không gặp được Vương Kim Hải mà gặp được Kim Sơn Long đang đứng ngoài, bà ấy lập tức ngạc nhiên vui mừng. Kim thiếu gia, là cậu cứu tôi sao? Kim Sơn Long có chút ngạc nhiên, máy bay trực thăng lúc nãy là sao? Bố mình lợi hại đến thế sao? Có thể điều động được trang bị mạnh mẽ đến vậy? Đúng vậy, dì Vương, cháu nhờ bố cháu tốn rất nhiều công sức mới cứu được dì ấy ạ. À. Nhưng mà gì không sao là được rồi. Vương Vân vẫn còn hơi sợ hãi, dáng vẻ giận dữ lúc nãy của Tề Kiến Long nếu như không có ai ngăn lại, e rằng bà ấy sẽ thấy sự bị đánh gãy hai chân, đến lúc đó bà ấy sẽ trở thành người què. May mà Kim Sơn Long đến kịp. Kim thiếu gia, thật sự cảm ơn cậu. Kim Sơn Long cười nói, dì Vương khách khí quá rồi, chúng ta là người một nhà mà. Vương Vân cười tươi nói, đúng đúng. Sau này Linh Linh nhà tôi được gả sang ấy, cậu sẽ là con rể của tôi, chúng ta là người một nhà. Kim Sơn Long cười, miệng ngoác tận mang tai, xem ra lần này Trúc Linh Linh chắc sẽ thuộc về mình rồi. Trúc Linh Linh ở nhà lo lắng đến sứt đầu mẻ trán, sau khi nhận được điện thoại của Vương Kim Hải, anh nói với cô ấy. Linh Linh, em có thể yên tâm, dì Vương không sao rồi. Trúc Linh Linh sửng sốt, sao anh biết? Ngay khi Tần Lâm định nói, Vương Vân và Kim Sơn Long ở bên ngoài đã bước vào. Mẹ! Một nhà ba người đoàn tụ, ôm lấy nhau mà khóc, họ vô cùng kích động. Mẹ! Làm sao mẹ trốn được? Vương Vân nói, may có Kim thiếu gia đã nhờ bố mình giúp đỡ, thậm chí còn dùng cả trực thăng để cứu mẹ. Trúc Linh Linh hơi ngạc nhiên, vốn dĩ nhờ Kim Sơn Long giúp chỉ là để thử xem sao mà thôi. Nhưng không ngờ rằng anh ta thực sự làm được. Kim thiếu gia thật sự đã giúp sao? Vương Vân cau mày, con bé này, chính mắt mẹ nhìn thấy còn có thể là giả sao? Sau khi ra khỏi cửa nhà họ Tề, mẹ liền lên xe của Kim thiếu gia. Con phải cảm ơn Kim thiếu gia, biết chưa? Kim Sơn Long mỉm cười, dì Vương nghiêm trọng quá rồi, cô ấy không phải người ngoài, không cần khách sáo như vậy, chuyện của Linh Linh cũng là chuyện của cháu đương nhiên phải cố gắng giúp. Kim Sơn Long nói rất khéo, nhưng anh ta rõ ràng thừa nhận rằng anh ta là người cứu mẹ Trúc Linh Linh. Mặc dù Kim Sơn Long cảm thấy chuyện này có vấn đề, bố anh ta không thể nào có quyền lực lớn đến vậy. Tuy nhiên, dù sao mọi người cũng nghĩ vậy rồi, anh ta chỉ đơn giản thừa nhận mà thôi, cũng chẳng có gì hại cả. Tần Lâm nghe thấy vậy liền chau mày lại. Là anh giúp sao? Mặc dù Tần Lâm giúp Trúc Linh Linh không phải bởi vì muốn cô ấy cảm kích. Nhưng tên Kim Sơn Long này cũng mặt dày quá rồi,
chỉ dựa vào năng lực của anh ta mà có thể giải quyết nhà họ Tề sao? Kim Sơn Long vừa vào đã chú ý tới Tần Lâm rồi, Tần Lâm và Trúc Linh Linh đứng gần kề nhau, dường như có quan hệ rất thân thiết. Có ý gì? Lúc anh ta và Trúc Linh Linh ở bên nhau, ăn cơm với nhau cũng nhất định phải chia đũa dùng chung đũa dùng riêng, vậy mà bây giờ tên kia lại thân thiết đến như vậy, thằng nhóc đó là ai? Kim Sơn Long đứng dậy, đi tới trước mặt Tần Lâm, bộ dạng vênh váo. Chào anh, tôi là Kim Sơn Long, nhà họ Kim ở tỉnh Lỵ. Tần Lâm nhìn anh một cái, lạnh lùng nói, Tần Lâm. Một lát sau, thấy Tần Lâm không nói gì nữa, Kim Sơn Long có chút hoài nghi, hết rồi sao? Tần Lâm hỏi lại, cái gì hết rồi? Kim Sơn Long không biết nói gì, theo anh ta thấy, người có thể qua lại với nhà họ Trúc chắc chắn phải là người có quyền thế, cho nên lúc giới thiệu bản thân nhất định sẽ nói cả gia thế của mình. Ví dụ như bố làm gì, nhà làm gì, như vậy mới có thể khiến người khác kính trọng. Ví dụ như lúc anh ta giới thiệu về bản thân, sau cùng lúc nào cũng thêm nhà họ Kim ở tỉnh Lỵ vào, để người khác biết anh ta là người của nhà họ Kim ở tỉnh Lỵ, biết thân phận đại thiếu gia nhà họ Kim của anh ta. Nhưng Tần Lâm, ngoài giới thiệu tên mình ra thì đằng sau không còn thêm gì nữa, nhìn cách ăn mặc của anh cũng rất bình thường, chẳng lẽ lại là một người dân bình thường. Mấy gia tộc lớn ở Đông Hải anh ta đều nghe qua hết rồi, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua họ Tần. Nghĩ tới đây, Kim Sơn Long nhếch mép nở nụ cười khẩy, còn tưởng đối thủ mạnh thế nào, chẳng qua cũng chỉ là người bình thường. Xem ra, giữa bọn họ hình như có chút giao tình cũ. Mấy năm nay, giao tình cũ là thứ không đáng tiền nhất, rất nhiều lần trước tiền bạc và quyền lực, giao tình cũ không đáng một đồng. Vương Vân đứng dậy, trừng mắt nhìn Tần Lâm một cái rồi hừ lạnh. Cậu ấy là con của bạn cũ nhà chúng tôi, cũng coi là thân thích, Kim thiếu gia không cần phải để ý. Nói Tần Lâm là thân thích, cái chính là vì muốn Kim thiếu gia không hiểu lầm, giữa Tần Lâm và Trúc Linh Linh không có bất cứ khả năng nào. Ở nhà họ Tề mấy tiếng đồng hồ, Vương Vân đã biết, sau khi tên nhóc nhà họ Tần trở về là toàn xảy ra chuyện không hay, đắc tội với nhà họ Đường, nhà họ Tề, nếu anh không đánh tàn phế thiếu gia nhà họ Tề thì sao Vương Vân lại bị bắt được? Cả nhà ba người bọn họ sao có thể bị đuổi ra khỏi nhà họ Trúc được? Tên sao chổi này, nếu khiêm tốn hơn một chút, bà ấy còn có thể giúp đỡ sắp xếp cho Tần Lâm một công việc, sống yên ổn qua ngày. Nhưng tên nhóc này cứ không biết tự lượng sức mình, lấy trứng chọi đá, bà ấy thực sự muốn vạch rõ quan hệ với Tần Lâm, tuyệt đối không vì anh mà hủy hoại cuộc sống hiện tại. Vương Vân chau mày lại, nhìn Tần Lâm rồi bực mình nói. Trước đây hai nhà chúng ta cũng có chút giao tình, chỉ là có một số chuyện tôi muốn nói rõ, thân phận bây giờ của cậu còn không bằng một người bình thường. Mà con gái của tôi là Thiên Kim tiểu thư, cậu đừng có mà khóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, hai đứa không có hy vọng đâu. Tần Lâm bây giờ đã đến bước đường này, Vương Vân mặc dù không đến mức thừa nước đục thả câu nhưng cũng không thể để anh liên lụy đến cuộc sống của mình. 10 năm trước Tần Lâm và Trúc Linh Linh là thanh mai trúc mã, hai nhà đã có hẹn ước, nhưng bây giờ đã khác, Tần Lâm đã không còn là đại thiếu gia nữa rồi, khó nghe hơn thì bây giờ anh chỉ là thằng đầu đường xó chợ. Tất nhiên phải bảo anh tránh xa Linh Linh mới đúng. Trúc Linh Linh chau mày lại, mẹ nói cái gì thế? Anh Tiểu Lâm thì làm sao? Bây giờ anh Tiểu Lâm là thần y, rất giỏi đó. Xem ra, Trúc Linh Linh cũng có tình cảm với Tần Lâm, Vương Vân cũng hơi kinh ngạc, không ngờ qua nhiều năm như vậy rồi, trong lòng Trúc Linh Linh vẫn thích Tần Lâm, điều này là không thể được. Vương Vân trừng mắt, Linh Linh, cái gì mà thần y thần ý? Bác sĩ thì có tiền đồ gì, có thể giỏi hơn Kim thiếu gia không? Con phải biết chú ý đến thân phận, nhà chúng ta và nhà họ Kim có hôn ước, hơn nữa con đừng quên, Kim thiếu gia vừa cứu mẹ một mạng. Con, nếu như bình thường Trúc Linh Linh đã có thể viện lý do từ chối, nhưng Kim Sơn Long vừa cứu Vương Vân xong, đây là sự thật, anh ta đã giúp nhà bọn họ chuyện lớn, bây giờ có nói gì thì cũng không hợp tình hợp lý. Chỉ có thể nhẫn nhịn một chút. Tần Lâm cười lạnh, anh ta cứu. Anh ta có năng lực đó sao? Vừa dứt lời, Kim Sơn Long còn chưa lên tiếng, Vương Vân đã có vẻ không vừa ý. Nói nhảm, Kim thiếu gia không có năng lực đó, chẳng lẽ cậu có? Đã không giúp được cái gì thì đừng có ở đây châm chọc nữa, lúc tôi đang khổ sở thì cậu làm gì? Trúc Lâm Lâm nói, mẹ đừng nói như vậy,
anh Tiểu Lâm cũng luôn nghĩ cách giúp đỡ mà. Vương Vân bĩu môi, hừ, thế thì có tác dụng gì, không có thân phận địa vị, thì nghĩ ngợi làm gì. Thấy Tần Lâm có vẻ bất bình không phục, Kim Sơn Long cười lạnh. Người anh em họ Tần đây có vẻ rất không phục, bố tôi là cán bộ cấp đoàn quân khu Đông Nam, ở Hán Đông cũng có tiếng nói nhất định, nghe vẻ cậu không phục cho lắm. Tần Lâm cười lạnh, một người cán bộ cấp đoàn, mà dám hành động phách lối như vậy sao? Cậu thật sự nghĩ là chỉ dựa vào bố con cậu mà có thể khiến nhà họ Tề thả người ra sao? Kim Sơn Long chau mày, bị Tần Lâm hỏi có chút chột dạ. Đúng là nhà họ Tề tung hoành ngang dọc nhiều năm như vậy, một người cán bộ cấp đoàn e là không có tiếng nói lớn như vậy. Nhưng với Tần Lâm nhỏ bé, anh ta đương nhiên sẽ không thèm để ý tới rồi. Anh có ý gì? Không phải nhà họ Kim chúng tôi cứu chẳng lẽ lại là anh cứu sao? Tần Lâm nói, đúng vậy. Ha ha, chém gió giỏi như thế mà anh không định xây nhà máy phát điện sao? Nhà họ Tề tung hoành ngang dọc, nếu như theo anh nói, đến nhà họ Kim chúng tôi họ cũng không nể mặt, chẳng lẽ họ chịu nể mặt anh sao? Anh chém gió vừa thôi. Vương Vân cũng liếc mắt, vẻ mặt khinh thường. Ra ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy mà chẳng học được bản lĩnh gì, chỉ giỏi bịa đặt. Cậu nghĩ chúng tôi ngu sao? Ai cứu tôi chẳng lẽ trong lòng tôi lại không biết sao? Trúc Linh Linh cũng cảm thấy những lời anh Tiểu Lâm nói có chút quá đáng, cho dù vì thể diện cũng không nên nói khoác như thế. Từ sau khi xuống núi, Tần Lâm luôn ở cùng bọn họ, không làm gì cả, thậm chí còn chưa gọi một cuộc điện thoại, sao có thể cứu người được chứ? Trúc Linh Linh kéo vạt áo của Tần Lâm, nói thì thầm. Thôi bỏ đi anh Tiểu Lâm, đừng nói nữa. Không cần phải tranh cái này với anh ấy đâu. Nhìn thấy động tác nhỏ của hai người, sắc mặt Kim Sơn Long càng thêm u ám. Rõ ràng anh ta mới là ân nhân cứu mạng của nhà họ Trúc, còn là chồng chưa cưới của Trúc Linh Linh, cô ấy lạnh nhạt với anh ta như vậy nhưng lại vô cùng thân thiết với tên nhóc họ Tần, điều này khiến anh ta vô cùng khó chịu. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng mồm, không phải anh nói là anh cứu người sao? Có bản lĩnh thì gọi vài chiếc trực thăng vũ trang đến đây đi. Chiếc trực thăng đó đã cứu người, nếu anh đã nói anh cứu người thì chắc chắn có thể gọi trực thăng đến rồi. Tần Lâm cười khẩy, được, vậy tôi sẽ làm theo ý anh. Vừa dứt lời, Tần Lâm liền gọi điện thoại cho Vương Kim Hải. Sau khi nói vài câu đơn giản liền ngắt cuộc gọi. Giống như đầu dây bên kia chỉ là một người bình thường vậy. Thấy dáng vẻ hời hợt của Tần Lâm. Mọi người lại càng không tin. Kim Sơn Long cười lạnh, họ Tần kia, anh giả vờ giả vịt làm gì? Cuộc gọi vừa rồi của anh có thể gọi trực thăng vũ trang tới sao? Anh chém gió không sợ đau lưỡi sao? Nếu trực thăng vũ trang không đến chẳng lẽ chúng tôi cứ phải ở đây đợi cùng anh sao? Nhưng ngay sau khi Kim Sơn Long vừa nói xong, một tiếng nổ ầm ầm lớn từ xa vọng lại. Ở nơi xa xa có mấy chiếc trực thăng đang bay tới. Ngay lập tức tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Vương Vân và Trúc Linh Linh đều mở to mắt nhìn, khi thấy mấy chiếc trực thăng từ xa bay tới bọn họ vô cùng kinh sợ. Đến rồi. Vậy mà đến thật rồi. Cuộc gọi vừa rồi của Tần Lâm vậy mà thật sự có thể gọi trực thăng đến. Trong lúc mọi người đang trợn mắt há mồm thì điện thoại của Kim Sơn Long đột nhiên vang lên. Alo, bố. Cái gì, bố đến đón con sao? Thì ra là bố à, vâng, con ra ngay đây. Sau khi Kim Sơn Long nghe điện thoại, trên khuôn mặt liền nở nụ cười đắc ý. Dọa tôi hết hồn, tôi còn tưởng là trực thăng anh gọi tới thật chứ, thì ra là bố tôi đến đón tôi. Vương Vân cũng thở phào nhẹ nhõm, mấy chiếc trực thăng kia thật sự dọa bà ấy hết hồn, thì ra là bố của Kim thiếu gia. Anh Kim đích thân tới đây sao? Ông ấy đã cứu tôi phải cảm ơn ông ấy tử tế mới được. Kim Sơn Long nói, dì Vương không cần khách sáo đâu, sau này chúng ta là người một nhà mà, hình như bây giờ bố cháu vẫn còn có chuyện khác, để hôm khác bố con cháu tới nhà thăm sau, nghe giọng điệu của bố mình có vẻ không vui nên Kim Sơn Long cũng không định ở lại đây lâu. Vậy được, Kim thiếu gia đi thong thả. Sau khi nhìn theo Kim Sơn Long rời đi, trong mắt Vương Vân còn lộ ra chút kính nể. Nhìn thấy chưa, người ta là nhân vật có máu mặt đó. Nhất cử nhất động đều to lớn vang dội. Linh Linh, con thấy chưa, đây mới là người tốt nhất dành cho con, đừng có mà nghĩ tới mấy người không có gì cả. Nói xong,
Vương Vân trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái. Ra ngoài nhiều năm như vậy rồi, mà lại học thói khoác lác, cậu không giúp tôi cũng không trách cậu mà, dù gì thì cậu cũng không có khả năng đó, nhưng cậu nói dối lừa gạt người khác là cậu không đúng rồi, cậu khiến tôi rất thất vọng đó. Trúc Linh Linh chau mày nói. Được rồi mẹ, đừng nói nữa, anh Tiểu Lâm vẫn luôn giúp đỡ chúng ta mà, mẹ bị bắt anh ấy cũng rất lo lắng. Trúc Linh Linh cũng không tin là Tần Lâm giúp, chỉ là không muốn nghe mẹ trách mắng anh Tiểu Lâm mà thôi. Vương Vân liếc mắt, cũng chẳng thèm nói anh nữa mà đi luôn vào trong phòng. Tần Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, cả nhà Linh Linh vốn lương thiện, năm đó lúc nhà họ Tần còn hưng thịnh, dì Vương tỏ ra vô cùng nhiệt tình, bây giờ nhà họ Tần xuống dốc, không ngờ bà ấy lại làm như vậy. Tần Lâm cầm điện thoại lại gọi cho Vương Kim Hải bảo ông ta trở về. Giúp họ cũng đâu phải vì khiến bọn họ cảm thấy biết ơn đâu. Kim Sơn Long ra khỏi nhà họ Trúc liền đi thẳng về hướng trực thăng, nhưng chưa đi được bao xa đã nhìn thấy xe của bố anh ta. Kim Sơn Long có chút mông lung. Bố, sao bố lại ở trong xe? Kim Quảng Chí chau mày lại, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Nói nhảm, bố không ở trong xe thì ở đâu? Kim Sơn Long hoang mang, chỉ lên chiếc trực thăng trên trời rồi nói. Không phải bố nên ở trên trực thăng sao? Kim Quảng Chí chau mày, đập một phát vào đầu Kim Sơn Long. Thằng nhãi này nói cái gì thế? Đó là trực thăng vũ trang, bố làm gì có tư cách điều động? Kim Sơn Long bối rối. Bố, không phải bố điều động trực thăng đến cứu dì Vương sao? Bố đang định nói với con chuyện này đây, chuyện này bố không giúp được đâu, Tề Kiến Long ông ta không nể mặt bố, chuyện này con cũng đừng tham gia vào. Chúng ta không động vào nhà họ Tề được đâu. Kim Sơn Long có chút hoang mang, không phải bố anh ta giúp. Vậy mấy chiếc trực thăng anh ta nhìn thấy là thế nào? Vương Vân vừa về đã bực bội, vô cùng khó chịu. Nguyên nhân chính là vì nhà ba người bọn họ bị đuổi ra khỏi nhà họ Trúc. Trong lúc lão gia đang ngã bệnh lại đột nhiên xảy ra chuyện này. Tất cả những chuyện này đều là vì Tần Lâm. Hai người nói xem bây giờ làm gì để ăn, bố vẫn còn nằm viện, trong nhà thì do anh cả làm chủ, chẳng lẽ hai người không biết sao? Cứ cố ý đắc tội với anh cả vào lúc này mới chịu. Bây giờ bị đuổi ra khỏi nhà họ Trúc rồi, thoải mái chưa? Vương Vân nói không chút khách sáo, đến cả Tần Lâm, Trúc Linh Linh và Trúc Dũng cũng đều bị mắng. Trúc Linh Linh cũng không biết làm sao. Mẹ, bác cả muốn đuổi bố với con đi thì còn có cách nào chứ? Là bọn họ ép con, hạng mục của tập đoàn Hiên Viên con không thể nhường cho bác ấy. Vương Vân hừ một tiếng, con vẫn còn trẻ, tầm nhìn quá hạn hẹp, nhà họ Trúc chúng ta đã trải qua nhiều năm như vậy, cũng tích lũy được bao nhiêu là quan hệ và đối tác làm ăn. Nhiều tài nguyên có ưu thế như vậy nói không cần là không cần sao. Chúng ta vẫn phải tìm cơ hội để xin lỗi với bác cả của con, để ông ấy cho chúng ta trở về nhà họ Trúc mới được. Tần Lâm nói. Không cần phải làm vậy đâu, cả nhà Trúc Minh cũng không chống đỡ nổi bao lâu nữa đâu. Vương Vân nghe thấy Tần Lâm nói liền tức giận. Cậu nói thì hay lắm, nhà họ Tần các cậu xuống dốc rồi, cậu đương nhiên sẽ làm liều. Nhà họ Trúc chúng tôi ban đầu đang rất tốt đẹp, vậy mà sau khi cậu đến, cả nhà chúng tôi lại bị đuổi khỏi gia môn, cậu còn ở đây nói bóng nói gió, thú vị lắm sao? Trúc Linh Linh vội vàng nói, mẹ đừng nói như vậy. Chuyện chúng ta bị đuổi khỏi gia môn không liên quan gì đến anh Tiểu Lâm. Sao lại không liên quan đến cậu ta? Con bị cậu ta lừa rồi, đợi đến lúc con trắng tay mẹ sẽ xem con đến đâu để khóc. Đúng lúc này, điện thoại của Tần Lâm vang lên, là Tôn Kiến Dân gọi tới. Tiểu huynh đệ, việc sửa lại nghĩa địa mới, tôi đã thông báo cho Tam Đại gia tộc rồi, tôi đang ở cùng với Mạnh Văn Cương, chúng ta cùng đi ăn bữa cơm đi, Tôn Kiến Dân dò hỏi. Tôi đang ở nhà họ Trúc. Được, đi thôi. Sau khi gắt điện thoại, Tôn Kiến Dân liền nói với Mạnh Văn Cương đang ở bên cạnh, tiểu sư huynh miễn cưỡng đồng ý rồi, huynh ấy nói đang ở nhà họ Trúc, chẳng lẽ có chuyện gì rồi sao? Mạnh Văn Cương nói, hình như nhà họ Trúc và tiểu sư huynh có quan hệ tốt, vậy thì gọi bọn họ cùng đến đây ăn bữa cơm đi. Nói rồi Mạnh Văn Cương gọi thư ký, liên hệ với nhà họ Trúc. Trúc Dũng nhanh chóng nhận được cuộc điện thoại. Vẻ mặt trở nên vô cùng vui mừng, dáng vẻ vừa mừng vừa lo. Chồng à, sao thế?
thư ký của lão tổng tập đoàn Mạnh thì Mạnh Văn Cương gọi điện thoại cho tôi, nói rằng tổng giám đốc Mạnh muốn mời nhà họ Trúc đến ăn cơm. Vương Vân mừng rỡ. Vậy thì tốt quá rồi, đây đúng là ông trời ban ơn mà, mau thay quần áo rồi chúng ta nhanh chóng đi thôi, đừng để người ta chờ lâu. Nói xong, Vương Vân liếc nhìn Tần Lâm một cái rồi nói. Cậu đừng có đi, cậu chỉ là người ngoài thôi, chúng tôi sẽ gói thức ăn về cho cậu. Vương Vân vốn dĩ không ưa Tần Lâm, hôm nay cả nhà họ có cơ hội được ăn cơm với nhân vật lớn như Tổng Giám Đốc Mạnh, đương nhiên không thể dẫn anh đi theo được. Để tránh người khác hiểu lầm rằng nhà họ còn qua lại với Tần Lâm. Tần Lâm hơi tò mò, mọi người đi đâu vậy? Trúc Linh Linh nói, anh Tiểu Lâm, là chủ tịch Mạnh của tập đoàn Mạnh Thị muốn mời nhà em đi ăn cơm. Tần Lâm sững sờ, lúc nãy muốn hỏi tại sao bọn họ lại biết, bây giờ nghĩ lại hình như vừa nãy anh có nói là mình đang ở nhà họ Trúc, chắc Mạnh Văn Cương nghe thấy nên mới tiện thể mời họ. Tần Lâm gật đầu, vậy mọi người đi cùng nhau thôi. Nói xong, Tần Lâm ra ngoài cửa trước. Vương Vân ngây người ra, sau đó cau mày nói. Cậu ta có thái độ gì vậy chứ? Giả vờ cái gì chứ? Nói như kiểu cậu ta dẫn chúng ta đi vậy, thật nực cười. Rõ ràng Tổng Giám Đốc Mạnh mời nhà họ Trúc chúng ta, có liên quan gì đến cậu ta chứ? Con xem cái dáng vẻ tự tin thái quá của cậu ta kìa. Trúc Linh Linh bất lực nói, mẹ bớt nói vài câu đi, vốn dĩ trước đây hai nhà chúng ta thân nhau như người một nhà vậy, phân biệt rõ ràng như thế làm gì chứ? Vương Vân trừng mắt. Trúc Linh Linh mẹ nói cho con biết, con đừng tưởng mẹ không nhìn ra, mẹ không thể nào đồng ý con với cậu ta được, con hãy sớm từ bỏ ý định đi. Cậu ta có thân phận gì chứ? Xứng với con sao? Không còn thân phận đại thiếu gia nữa mà vẫn còn giữ cái tính khí của đại thiếu gia, loại người này, sau này ra ngoài xã hội sớm muộn gì cũng chịu thiệt. Từ sau khi trở về, Vương Vân rất khó chịu với Tần Lâm, Trúc Linh Linh cũng bất lực không biết phải làm gì. Được rồi mẹ, đừng nói nữa, mau đi thôi, đừng để Tổng Giám Đốc Mạnh phải đợi lâu. Lúc này Tần Lâm đã lên xe. Là xe riêng do Tôn Kiến Dân phái đến để đón anh. Sau khi Vương Vân ra ngoài không thấy Tần Lâm đâu lập tức bĩu môi. Cũng biết điều đấy, một mình đi xe bus rồi chứ gì. Cho dù Tần Lâm đi, Vương Vân cũng sẽ không cho anh lên xe, chỉ hy vọng dù anh có đến thì cũng đừng gây phiền phức cho bà ấy, đừng ăn nói linh tinh trước mặt các nhân vật quyền thế là được. Ba người nhà Trúc Linh Linh lên xe đến khách sạn Hoa Tử Kinh. Đây là nhà hàng cao cấp nhất ở Đông Hải, Vương Vân vừa xuống xe liền vội vàng vào bên trong. Bởi vì bà ấy nhìn thấy hai con xe sang trọng đỗ ở bên ngoài, nói không chừng Tổng Giám Đốc Mạnh đã đến trước rồi. Mời Tần Lâm ăn cơm, Mạnh Văn Cương và Tôn Kiến Dân đương nhiên phải đến sớm rồi. Sau khi vào trong, Vương Vân vội vàng đến phòng bao. Vừa mở cửa liền nhìn thấy Tôn Kiến Dân, Mạnh Văn Cường còn có cả Tần Lâm ngồi ở bên trong. Mặt Vương Vân biến sắc, vội vàng cau mày nói. Tần Lâm, sao cậu lại ngồi ở đó, mau qua đây. Tần Lâm đúng là không tự giác, dám ngồi ở vị trí trung tâm. Vốn dĩ tưởng rằng chỉ có chủ tịch Mạnh, Mạnh Văn Cương, không ngờ lãnh đạo Tôn cũng có mặt ở đây, điều này thực sự khiến bà ấy rất vui mừng. Nhiều nhân vật lớn có mặt ở đây như thế, Tần Lâm lại không biết xấu hổ ngồi ở vị trí trung tâm, đúng là không biết điều. Vương Vân vừa định giáo huấn Tần Lâm, Tôn lãnh đạo nói. Cứ ngồi thế này đi. Lúc này Vương Vân mới thở phào, lãnh đạo người ta cũng không bận tâm, bà ấy cũng đành bỏ qua, có điều bà ấy vẫn trừng mắt nhìn Tần Lâm, hy vọng tên này đừng có làm càn, ăn nói linh tinh. Sau khi ngồi xuống, Mạnh Văn Cương hỏi Trúc Linh Linh vài câu liên quan đến y dược, dù sao hai công ty cũng có một vài dự án hợp tác. Trúc Linh Linh được ưu ái mà thấy lo sợ. Vội trả lời một cách thành thật, chỉ sợ có chỗ nào khiến chủ tịch Mạnh không hài lòng. Nhưng trên thực tế, Mạnh Văn Cương hoàn toàn không để ý đến mấy điều này, chỉ thuận mồm hỏi han vài câu mà thôi. Vương Vân cười ha ha rồi nói. Chủ tịch Mạnh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không làm ông thất vọng, ông cho chúng tôi nhiều hạng mục như thế, chúng tôi còn không kịp báo đáp, bữa cơm này hãy để chúng tôi mời để bày tỏ lòng biết ơn. Mạnh Văn Cương cũng không để tâm. Chỉ ậm ừ vài câu cho qua. Ông ấy cầm menu đưa cho Tần Lâm để anh gọi món. Tần Lâm cũng không cầu kỳ về khoản ăn uống, anh chọn bừa vài món rồi gọi hai chai rượu.
Sau khi phục vụ cầm menu đi ra ngoài, Vương Vân cau mày, thằng danh con này thì biết chọn món gì chứ? Đã 10 năm cậu ta không sống ở thành phố, sao biết được người hiện đại thích ăn món gì? Hôm nay bà ấy mời, tên họ Tần này đừng có mà chọn bừa khiến các vị lãnh đạo không hài lòng. Vương Vân ra khỏi phòng bao, tìm người phục vụ và hỏi. Lúc nãy cậu ta gọi món gì vậy? Phục vụ sững sờ, anh ta đã báo rượu và các món vừa đặt rồi. Vương Vân lập tức cau mày lại. Thằng danh con này sao gọi rượu với đồ ăn đắt thế chứ? Đồ ăn thì không nói làm gì, cho dù có đắt hơn nữa thì một bàn ăn nhiều nhất cũng chỉ 20-30 nghìn tệ, chẳng nhằm nhò gì với gia đình bà ấy. Nhưng thằng danh này lại dám đặt hai chai rượu Mao Đài 65 năm, một chai những 300 nghìn tệ. Hai chai 600 nghìn, đủ để mua một căn nhà loại nhỏ rồi đấy. Cậu ta điên rồi sao? Rượu đắt như vậy ngay cả lão gia nhà họ cũng mới uống được vài lần, tên này lại dám đặt sao? Bà ấy là người trả tiền. Vương Vân tức sôi máu, cuộn chặt nắm đấu hận không thể lao vào đánh cho Tần Lâm một trận. Nếu như là rượu do hai nhân vật quyền thế đó đặt thì không nói làm gì, Tần Lâm cậu ta có tư cách gì chứ? Có điều bây giờ đang trên bàn ăn, bà ấy đương nhiên không thể dạy dỗ Tần Lâm được, chỉ là bà ấy thực sự không thể nuốt trôi cục tức này. Phục vụ, có thể trả lại rượu không? Phục vụ sững sờ một lúc rồi nói, phu nhân, đương nhiên là không trả lại được. Được thôi. Vương Vân quay trở lại phòng với vẻ mặt u ám. Phục vụ thấy hơi khó hiểu, bữa cơm này cũng không phải trả tiền, trả cái gì chứ? Trở về phòng bao, sắc mặt của Vương Vân cũng dịu hơn một chút, có điều nhìn thấy Tần Lâm ngồi ở đấy, cái dáng vẻ bình thản ung dung của anh khiến bà ấy rất khó chịu. Còn tự cho mình là đại thiếu gia sao? Đúng là biết cách giả vờ. Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên, Mạnh Văn Cương vừa định rót rượu cho Tần Lâm. Không sao, để tôi tự rót. Mặc dù anh có vai vế cao, nhưng Mạnh Văn Cương và Tôn Kiến Dân cũng đã hơn 40 tuổi rồi, đã từng tuổi này rồi mà còn bắt bọn họ phục vụ, anh cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Tần Lâm, cậu! Vương Vân suýt chút nữa thì phun ra câu chửi. Tên này đúng là to gan, dám cướp rượu của chủ tịch Mạnh. Còn để tôi tự rót sao? Cũng ảo tưởng quá rồi đấy nhỉ? Anh tưởng chủ tịch Mạnh rót rượu cho anh sao? Chắc chắn là định rót cho Tôn lãnh đạo, tên Tần Lâm này đúng là ảo tưởng, khách chính còn chưa động đũa, một kẻ đi ăn ké như anh lại rót rượu cho mình trước. Mọi người nhìn Vương Vân khiến bà ấy rất xấu hổ, đành phải cười trừ. Sau đó, Mạnh Văn Cương rót rượu cho Tần Lâm, sau đó là Tân Kiến Dân. Vương Văn trố mắt, là do chủ tịch Mạnh biết kiềm chế, nếu phải người tình khí nóng này thì sớm đã đuổi anh ra ngoài rồi. Vương Vân khẽ nói. Linh Linh, con tìm cơ hội cảnh cáo thằng danh con kia đi, ăn trầu ăn trực đã đành, đằng này còn dám coi mình là khách sao. Trúc Linh Linh nhíu mày, khẽ đáp, mẹ đừng nói nữa, các vị lãnh đạo cũng có để ý đâu. Vương Vân hừ lạnh lùng một tiếng, bọn họ không để ý nhưng mẹ để ý, hừ, ăn trầu ăn trực còn ra vẻ ông tướng, tí nữa để cậu ta thanh toán. Trúc Linh Linh cũng cạn lời, bà mẹ này đúng là so đo từng tí. Cho dù bữa cơm này rất đắt nhưng dù sao nhà họ Trúc cũng là gia tộc thượng lưu, rượu giá vài trăm nghìn thi thoảng cũng uống chứ không phải không mua nổi, sao cứ phải nhằm vào Tần Lâm như thế chứ? Kể cả hôm nay Tần Lâm không đến, bọn họ cũng có thể sẽ gọi những chai rượu rất đắt tiền, dù sao cũng là tiếp đãi Tổng Giám Đốc Mạnh và lãnh đạo Tôn. Chỉ là Tần Lâm đi theo uống ké một ly rượu thôi mà, có gì to tát chứ? Vương Vân trợn mắt, không nói năng gì. Bà ta thấy rất khó chịu, tên Tần Lâm này ăn trầu ăn trực, rõ ràng đã thảm hại như thế nhưng vẫn cứ làm ra vẻ đại thiếu gia, thực sự khiến người khác khó chịu. Trong bữa cơm, Tần Lâm ra ngoài đi vào nhà vệ sinh, vừa vào thì nhìn thấy có vài người từ bên trong bước ra. Không ngờ đó lại là đám người Trúc Minh và Trúc Tam Cô. Tần Lâm nhíu mày, sao các người lại đến đây? Trúc Lâm hừ lạnh lùng một tiếng, sao tôi không thể đến? Tôi nghe nói chủ tịch Mạnh mời nhà họ Trúc chúng tôi ăn cơm, tôi là chủ nhà họ Trúc, đương nhiên phải đến rồi, ngược lại là cậu đấy, cậu có tư cách gì mà đến đây chứ? Tần Lâm cười mỉa mai, Trúc Minh, ông đúng là vô liêm sỉ, rõ ràng không mời mà các người lại tự vác mặt đến, mặt dày thật đấy. Sắc sược, Trúc Minh vô cùng phẫn nộ, sáng nay ở bãi tha ma Đông Sơn,
tên Tần Lâm cậy vào các nhân vật quyền thế tát ông ta một cái, khiến ông ta rất mất mặt, bây giờ lãnh tôn và các vị quan binh đều không có ở đây, xem anh còn dựa vào đâu để hống hách nữa. Thằng danh con, hôm nay tao không dạy dỗ mày một bài học thì mày thực sự không biết trời cao đất dày là gì. Vừa dứt lời Trúc Minh liền ra tay. Đột nhiên bảo vệ toàn bộ khách sạn Hoa Tử Đinh lao đến, trong phút chốc đã đè Trúc Minh dưới đất. Những người phía sau cũng bị bao vây, bảo vệ nào cũng cầm dùi cui điện, bấm nút liền phát tiếng nổ lốp bốp. Trúc Minh bị đè trên mặt đất, ngạt thở đến mức mặt đỏ gay. Làm gì thế? Các người làm gì thế? Mau thả tôi ra, tôi là Trúc Minh của nhà họ Trúc. Bảo vệ hừ lạnh lùng một tiếng, nhà ai thì cũng không được làm càn ở khách sạn Hoa Tử Kinh. Tần Lâm là khách quý của Tổng Giám Đốc Mạnh, ngay cả Tổng Giám Đốc Mạnh cũng phải kính cẩn, mấy tên không biết trời cao đất dày này lại dám ra tay với Tần Lâm. Đúng là muốn chết mà. Nhìn thấy Trúc Minh nhếch nhác dưới đất, Tần Lâm cười mỉa mai, đuổi bọn họ ra ngoài, nhìn thấy ông ta là thấy mất ngon. Vâng. Tần Lâm vừa ra lệnh, mấy tên bảo vệ lập tức nhấc Trúc Minh lên, ném thẳng ra ngoài cổng lớn. Cái thân già của Trúc Minh bị ném một phát mãi không đứng dậy được, xương cốt toàn thân giống như bị vỡ vụn vậy. Cái đồ khốn nạn, khốn nạn. Trúc Minh tức đến mức toàn thân run rẩy, ông ta nghiến răng nghiến lợi. Cái thứ chó cậy gần nhà. Trúc Minh thực sự tức gần chết, thằng nhãi danh họ Tần này có bản lĩnh gì mà số đỏ thế cơ chứ? Lần trước có người của lãnh đạo Tôn giúp anh, lần này thì là bảo vệ của khách sạn. Nhìn là biết anh đi cùng Trúc Linh Linh đến ăn ké, một kẻ ăn ké mà cũng dám hống hách như thế, đúng là giỏi diễn. Sau khi Tần Lâm về, Mạnh Văn Cương hỏi, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Tần Lâm nói, không sao, đám người Trúc Minh đến, tôi đuổi họ ra ngoài rồi. Mặt Vương Vân lập tức biến sắc. Cậu điên à? Cậu có tư cách gì mà đuổi họ ra ngoài chứ? Vốn dĩ Vương Vân luôn canh cánh trong lòng chuyện bị đuổi ra khỏi nhà họ Trúc, muốn tìm cơ hội nói một tiếng với Trúc Minh, thậm chí là cúi đầu xin lỗi để bọn họ được trở về nhà họ Trúc. Lần này Tần Lâm thì hay rồi, anh lại dám đi khắp nơi gây phiền phức cho họ, lại dám đuổi Trúc Minh ra ngoài, lần này bọn họ thực sự đã đoạn tuyệt tình nghĩa rồi, nếu muốn xin lỗi không phải sẽ càng phiền phức hơn sao? Nhìn thấy Vương Vân tức giận, Tôn Kiến Dân và Mạnh Văn Cương đều cau mày lại. Có điều hình như tiểu sư huynh và Trúc Linh Linh là một đôi, Vương Vân lại là mẹ của Trúc Linh Linh, bọn họ cũng ngại can thiệp vào chuyện nhà người ta. Sau khi nói xong Vương Vân cũng ý thức được mình đã lỡ mồm, vội im miệng, cúi đầu ăn cơm. Có người nhà họ Trúc ở đây, trong bữa cơm cũng chẳng trò chuyện gì, thấy cũng được một lúc rồi, Tần Lâm ra hiệu bảo họ rời đi. Tôn Kiến Dân và Mạnh Văn Cương đồng thời đứng dậy nói. Hôm nay đến đây vậy. Tần Lâm gật đầu, tôi không tiễn hai người nữa. Vương Vân vội cung kính đứng dậy, trừng mắt nhìn Tần Lâm. Cần anh đi tiễn sao? Anh có thân phận gì, tư cách gì để tiễn khách chứ? Có thể ngồi ăn ở bàn ăn này đã là tốt lắm rồi, có điều cũng chỉ là ăn chầu ăn trực bọn họ mà thôi, anh thực sự xem mình là nhân vật lớn sao? Ba người nhà họ Trúc vội ra cửa tiễn, trên đường đi rất khách khí, muốn trò chuyện gì đó nhưng lại không dám ăn nói linh tinh, rất thận trọng dè dặt. Sau khi Tôn Kiến Minh và Mạnh Văn Cương lên xe, Vương Vân mới thở phào nhẹ nhõm, biểu hiện hôm nay của Tần Lâm thực sự khiến bà ấy khó chịu, may mà hai vị lãnh đạo không để ý, nếu không tên Tần Lâm này thực sự sẽ gây ra họa lớn. Vương Vân vội nói, đi thôi, chúng ta về trước đi. Để thằng Tần Lâm đi tàu điện ngầm là được rồi. Trúc Linh Linh sững sờ, mẹ, không phải mẹ nói là chúng ta mời khách sao, mẹ không thanh toán à? Ây dô, mẹ thanh toán rồi, sao mẹ có thể chưa thanh toán được chứ, mau đi thôi. Trúc Linh Linh có chút cạn lời, ba người bọn họ có thể ngồi vừa xe, nhưng mẹ lại cứ không cho. Cô cũng hết cách, đành lên xe, sau đó gửi tin nhắn cho Tần Lâm. Sau khi xe khởi động, mặt Vương Vân lộ ra vẻ thích chí. Không phải Tần Lâm cậu biết cách giả vờ sao, tôi cho cậu giả vờ, để xem tí nữa thanh toán, cậu còn có thể giả vờ nữa hay không? Vương Vân cố ý không thanh toán, nhân cơ hội tiễn lãnh đạo ra khỏi nhà hàng để Tần Lâm ở lại một mình. Không phải anh thích giả vờ, thích khoe mẽ sao, còn tưởng mình là đại thiếu gia hả? Đợi đến lúc thanh toán, chi phí hết mấy trăm nghìn tệ, không có tiền xem anh làm thế nào.
Đợi đến lúc Tần Lâm gọi điện cho bà ấy để cầu xin, xem anh còn có thể vênh váo hống hách như thế nữa không. Đến lúc đó Vương Vân nhất định sẽ phải mắng anh một trận. Đợi một lúc mãi chưa thấy họ quay lại, Tần Lâm nhíu mày, sau khi nhận được Zalo của Trúc Linh Linh mới biết bọn họ đã đi luôn rồi. Tần Lâm cũng ra khỏi nhà hàng, trợ lý của Mạnh Văn Cương ở ngoài cổng đợi anh. Cậu Tần, tôi đưa cậu về nhé. Ừ. Tần Lâm gật đầu, lên xe riêng của Mạnh Văn Cương. Đây là chiếc xe Rolls-Royce Phantom, đúng là đại gia nên xe cũng phải khác bọt. Sau khi trở về, Vương Vân đợi mãi mà không thấy Tần Lâm gọi. Điều này khiến bà thấy hơi tò mò, thằng danh con ấy rõ ràng không có tiền để thanh toán, thế sao vẫn không gọi điện cầu xin chứ? Ở Đông Hải, ngoài nhà họ Trúc ra, tên họ Tần đó còn có thể dựa vào ai được chứ? Đột nhiên trong lòng Vương Vân có dự cảm không lành. Sau đó, tiếng xe ô tô từ bên ngoài truyền đến, con xe Rolls-Royce Phantom đỗ trước cổng. Tần Lâm từ từ bước xuống xe. Mặt Vương Vân lập tức biến sắc. Thôi xong, tên Tần Lâm này nhờ Tổng Giám Đốc Mạnh thanh toán rồi. Vốn Vương Vân không định ăn quỵt thật, dù sao nhà bà ấy cũng không thiếu mấy trăm nghìn tệ, mời Chủ tịch Mạnh và Ngài Tôn ăn cơm thì mấy trăm nghìn có đáng là gì. Chủ tịch Mạnh còn thuận tay cho Y Dược Văn Hòa tới 4 tỷ 9, đương nhiên bà ấy sẽ không tiếc khoản tiền này rồi. Bà ấy chỉ muốn nhân cơ hội này để trừng phạt Tần Lâm, khiến anh biết mình không còn là đại thiếu gia như trước nữa, mà phải học cách khiêm tốn, cúi đầu trước người khác. Nhưng không ngờ mặt tên này lại dày tới vậy, anh còn định xin Chủ tịch Mạnh trả tiền hộ ư. Tần Lâm được xe của Mạnh Văn Cương đưa tới, rõ ràng anh đã đi tìm Chủ tịch Mạnh rồi. Vốn dĩ đã quyết định lần này nhà họ Trúc sẽ mời Chủ tịch Mạnh dùng bữa, nhưng cuối cùng Chủ tịch Mạnh vẫn phải trả tiền sao? Vương Vân làm sao không tức cho được? Tần Lâm, cậu làm gì vậy? Có phải cậu đã nhờ Chủ tịch Mạnh trả tiền không? Tần Lâm cau mày, anh nhìn Vương Vân đang nổi giận bừng bừng, nói. Trả tiền gì cơ? Vương Vân hừ lạnh, cậu đừng có giả vờ ngớ ngẩn với tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại ngồi xe của Giám đốc Mạnh tới đây? Gương mặt Tần Lâm cũng thoáng vẻ không vui, sau khi trở về, Vương Vân liên tục trách mắng anh, lời ăn tiếng nói rất khó nghe, hơn nữa còn mang cả giọng điệu dậy đời khiển trách. Nể mặt Linh Linh nên Tần Lâm phải nhẫn nhịn 5 lần 7 lượt, không ngờ bà ấy lại càng lúc càng tệ hại hơn. Cháu ngồi xe ông ấy đương nhiên là do ông ấy cho người đưa cháu về. Chủ tịch Mạnh cho người đưa cậu về. Hừ, lúc tôi đi thì Chủ tịch Mạnh cũng rời đi từ lâu rồi. Sao lại phái người đi đưa cậu được? Nói dối cũng không biết đường nói dối. Vương Vân nổi cơn tam bành. Tôi nói cho cậu biết, lúc đi tôi đã cố tình không trả tiền để cậu gọi điện thoại cầu xin tôi. Nhưng cậu thì hay rồi, không tìm tôi lại đi xin Chủ tịch Mạnh hả? Cậu làm vậy chẳng phải là khiến chúng tôi mang danh bất nghĩa sao? Tần Lâm cười lạnh, cuối cùng anh cũng đã hiểu Vương Vân đang mưu toan gì rồi, hóa ra bà ấy có ý này sao? Cô nghĩ nhiều quá rồi, dù cô có làm gì thì Mạnh Văn Cương cũng sẽ nể mặt cháu mà không so đo với cô. Hơn nữa cháu không cần cô dạy mình phải làm gì. Nói rồi, Tần Lâm liền đi vòng qua người Vương Vân. Vương Vân đứng ngẩn ra như trời trồng, rồi khóe miệng bà ấy run bắn lên. Nói dối không biết xấu hổ, đúng là nói dối không biết xấu hổ. Nể mặt cậu ư, cậu thì là cái thá gì, Chủ tịch Mạnh mà phải nể mặt cậu ư. Vương Vân tức muốn chết mất rồi, cái thằng nhãi họ Tần này đúng là mạnh miệng. Tần Lâm không buồn để tâm tới Vương Vân, anh chỉ vào thẳng phòng hỏi han Trúc Linh Linh. Chắc ông Trúc xuất viện rồi nhỉ, nếu anh nhớ không nhầm thì mai là đại thọ 70 tuổi của ông. Trúc Linh Linh gật đầu, vâng, mai là ông xuất viện rồi, nhưng mà... Gương mặt Trúc Linh Linh thoáng vẻ lúng túng, dù sao mấy hôm trước họ cũng đã bị đuổi khỏi nhà họ Trúc. Dù ông nội có trở về thì giờ bác cả cũng đang một tay che trời, sức khỏe ông nội lại yếu, Trúc Linh Linh không biết có nên nói chuyện này cho ông không. Tần Lâm lại không hề lo chuyện này. Vậy thì tốt, ngày mai anh sẽ đi chúc thọ ông. Sáng hôm sau, Tần Lâm tới nhà họ Trúc, cũng là căn nhà mà Trúc Minh đang ở. Tối qua Trúc Minh và Trúc Dũng có gọi điện cho nhau, hai anh em họ đã bàn bạc xong xuôi rồi, cuộc gặp mặt hôm nay sẽ vẫn y theo lệ cũ. Tức là mọi người sẽ tạm không đề cập tới chuyện gia đình Trúc Dũng bị đuổi ra khỏi nhà.
Trúc Dũng không nói vì sợ bệnh tình của ông cụ còn chưa khỏi, lỡ nổi giận thì lại không tốt cho sức khỏe. Trúc Minh không nhắc đơn giản vì lo ông cụ sẽ ra lệnh để bọn họ về nhà. Vậy nên hai anh em đã thương lượng với nhau, quyết định giấu giếm chuyện này, tạm không đề cập tới. Trúc Minh bước vào nhà đã bắt gặp Tần Lâm, ông ta đỏ mặt tía tai, siết chặt nắm đấm như thể muốn bóp chết anh. Nhưng hôm nay là ngày mừng thọ ông cụ Trúc, ông ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Tần Lâm nhìn thấy Trúc Tam Đao bèn tiến lại chào hỏi. Chào ông Trúc, cháu là Tần Lâm ạ, cháu chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Gặp Tần Lâm mà Trúc Tam Đao thấy vô cùng xúc động. Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu. Tiểu Lâm, cháu mau lại đây, để ông nhìn cháu xem nào. Tần Lâm kính cẩn tiến lại, đôi mắt đục ngầu của Trúc Tam Đao anh ánh lệ, ông cụ vỗ vai Tần Lâm. Cậu bé ngoan đã trưởng thành, thành tài rồi. Sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Trúc Tam Đao đã nghe chuyện Tần Lâm chữa bệnh cho mình. Năm ấy con cháu của nhà họ Tần sống sót được đã là khó khăn lắm rồi, mà giờ anh lại có tài y học, dù không được họ giúp đỡ thì anh cũng có chỗ đặt chân trong xã hội. Nếu ông Tần dưới suối vàng biết chuyện thì cũng có thể nhắm mắt rồi. Trúc Tam Đao rất vui mừng, nhưng chàng trai đứng bên cạnh lại chẳng vui vẻ là bao. Chàng trai này chính là Kim Sơn Long. Hôm nay là đại thọ của ông cụ Trúc, đương nhiên anh ta cũng phải tham gia. Dù sao anh ta cũng có hồn ước với Trúc Linh Linh, nhưng Trúc Linh Linh lại dính lấy Tần Lâm như hình với bóng, khiến anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Thấy Tần Lâm đi tay không, Kim Sơn Long bèn nở một nụ cười lạnh, nói. Hôm nay là đại thọ của ông Trúc, tôi đã dốc lòng chuẩn bị một món quà mừng, nếu mọi người đã đến cả rồi thì tôi sẽ tặng quà cho ông Trúc, vừa khéo giúp mọi người được mở mang tầm mắt. Lời nói của Kim Sơn Long vô cùng kiêu ngạo. Những người ngồi ở đây có đủ tư cách tham gia buổi đại thọ của ông cụ Trúc thì cũng đã chẳng phải hạng tầm thường rồi. Với tầm hiểu biết của họ thì còn có thứ gì quý giá, khiến bọn họ được mở mang tầm mắt vậy. Kim Sơn Long bê một chiếc hộp gỗ đàn hương tinh xảo lên, chỉ trong chớp mắt mùi hương đã tràn ngập không gian. Mắt đám khách khứa sáng lên, chỉ riêng chiếc hộp đựng này thôi đã không hề tầm thường rồi, với cách chế tác gia công này thì chắc chắn giá trị phải rất cao. Chỉ riêng giá của chiếc hộp đàn hương này thôi cũng đã hơn xa quà tặng của rất nhiều người. Xem ra Kim Sơn Long bảo muốn để bọn họ mở mang tầm mắt cũng không phải nói điêu, có khi anh ta thật sự có món quà quý. Cách, chiếc hộp được mở ra, bên trong là hai quả hạch đào trang trí. Cặp hạch đào đỏ tươi như màu ngọc, lóng lánh trong suốt. Cặp hạch đào này có màu sắc rực rỡ, phơn phớt ánh đỏ, hệt như hai viên ngọc quý. Đây đúng là một món bảo vật không biết đã được nhào nặn chăm sóc bao lâu. Vừa thấy cặp hạch đào này, hai mắt Trúc Tam Đao đã sáng bừng. Ông cụ thích nhất là những món đồ có giá trị siêu tập, trong nhà có không biết bao nhiêu hạt hạch đào, nhưng không có món nào so được với cặp hạch đào này. Cặp hạch đào này gần như giống hệt nhau, vô cùng hiếm có, lại được nhào nặn chăm sóc đến mức đỏ thắm, đúng là một món quà quý bậc nhất. Trúc Tam gia đoán giá của cặp hạch đào này có thể lên tới hơn 10 triệu. Cậu Kim, món quà này có vẻ hơi quý giá quá nhỉ. Kim Sơn Long nở nụ cười rửng rưng, ông Trúc khách sáo quá, quan hệ giữa chúng ta đâu phải tầm thường, đây chỉ là món quà nhỏ thôi, của ít lòng nhiều ạ. Kim Sơn Long vừa nói vừa đưa mắt nhìn Tần Lâm đầy khiêu khích như đang thị uy. Muốn leo lên ngọn cành cao là nhà họ Trúc mà không có chút tiền của thì sao được. Không phải loại cóc ghẻ cũng có thể xứng với người đẹp như Trúc Linh Linh đâu. Có thể thấy Trúc Tam Đao rất thích cặp hạch đào, nhưng món quà quá đắt giá khiến ông cụ ngại không dám nhận. Qua sông thì phải lụy đò, nếu nhận quà thật thì e về sau Kim Sơn Long có đưa ra yêu cầu gì, ông cụ cũng không thể từ chối. Kim Sơn Long cũng thấy được sự do dự của ông cụ Trúc, anh ta cười nói, ông đừng vội từ chối quà của cháu, chỉ bằng cứ xem anh Tần đây tặng món quà gì. Ông cứ so sánh xem rồi quyết định sau cũng chưa muộn. Giọng điệu Kim Sơn Long như đang đùa vui, nhưng thực chất anh ta muốn Tần Lâm phải so bì với mình, khiến anh biết thế nào mới là xã hội thượng lưu, để anh rõ khoảng cách giữa họ xa tới mức nào. Kim Sơn Long nhìn Tần Lâm nói. Chắc anh cũng phải biết sinh nhật của ông Trúc đấy chứ. Không rõ anh Tần chuẩn bị món quà gì vậy. Trúc Tam Đao cau mày, lo Tần Lâm thấy lúng túng, ông bèn nói.
Tiểu Lâm vừa từ thành phố Đông Hải trở lại đây chưa được bao lâu, không cần phải câu nệ quá, thằng bé trở về được đã là món quà lớn nhất của tôi rồi. Gương mặt Kim Sơn Long trở nên khó coi, anh ta nói. Ông nói đúng ạ, nhưng dù sao bọn cháu cũng là phận con cháu, bậc cha ông mừng thọ thì làm gì có cái lẽ không chuẩn bị quà mừng. Lúc này đám khách khứa có mặt cùng đổ dồn ánh mắt lên Tần Lâm. Bọn họ cũng không biết Tần Lâm, đều thoáng tò mò không biết tại sao chàng trai ăn mặc rất bình thường này lại có tư cách tham dự buổi tiệc cùng họ. Hơn nữa anh còn được thiên kim nhà họ Trúc coi trọng nữa. Tần Lâm do dự trong chốc lát rồi nói. Đương nhiên tôi đã chuẩn bị quà cho ông Trúc, chỉ là đang có chút phiền phức. Kim Sơn Long nở nụ cười lạnh lùng, phiền phức ư. Anh có ý gì vậy, chẳng lẽ quà tặng cũng cần xào nấu hả? Anh không định tặng ông Trúc Sơn Hào hải vị gì đấy chứ? Ha ha ha! Lời của Kim Sơn Long khiến mọi người cùng cười ồ lên. Nếu là ở những gia đình bình thường khác thì Sơn Hào hải vị đã là một món quà rất tuyệt rồi. Nhưng với các gia tộc thượng lưu như họ thì tặng biếu những món đồ ăn tầm thường nhất thì thật thấp kém, dù đó có là Sơn Hào hải vị quý giá tới mức nào đi chăng nữa. Trúc Tam Đao cau mày, không muốn để Tần Lâm khó xử. Tiểu Lâm là con cái của bạn cũ tôi, dù thằng bé có tặng gì thì cũng là tâm ý của cháu nó cả. Dù Trúc Tam Đao đã nói vậy nhưng mọi người vẫn nhìn Tần Lâm với vẻ khôi hài. Không biết gã quê mùa này có thể tặng món quà gì đây, nghĩ vậy mọi người lại cùng bật cười ha hả. Trong mắt mọi người, Tần Lâm hệt như một gã hề. Trong một đám những kẻ nổi danh hay mang dòng dõi quý tộc, một người có gia cảnh bình thường hệt như hạng lạc loài vậy. Anh lại vô cùng gần gũi với Trúc Linh Linh, khiến mọi người cảm thấy bất mãn. Tần Lâm rút điện thoại ra, vốn anh định nhân lúc không có người khác để đưa riêng quà cho Trúc Tam Đao, nhưng bọn họ đã quá lời tới mức này thì anh cũng chỉ đành mang quà ra. Trưởng phòng Lưu, mang đến được rồi đấy. Nghe Tần Lâm gọi điện thoại, Kim Sơn Long bèn cười lạnh thốt. Trưởng phòng Lưu, trưởng phòng ở đâu vậy? Anh tặng quà gì mà cần phải có người tới tận nơi? Rốt cuộc anh Tần định tặng gì vậy, anh cứ nói thẳng ra đi. Tần Lâm vòng vo như vậy khiến mọi người cũng đâm bất mãn, một người bình thường như anh, trông ăn mặc thì có vẻ cũng chẳng phải con cái nhà giàu sang thì có thể tặng món quá quý giá gì chứ. Khiến mọi người phải tò mò chờ đợi như vậy thì đúng là hơi khó chịu thật. Tần Lâm nói, rất trùng hợp, món quà của tôi cũng là một cặp hạch đào. Người khác biết Trúc Tam Đao thích hạch đào trang trí, đương nhiên Tần Lâm cũng phải biết. Để chiều lòng ông cụ Trúc thì Tần Lâm đã chuẩn bị một cặp hạch đào. Vẻ mặt mọi người cùng trở nên kỳ quặc. Nếu Tần Lâm đưa món quà khác thì dù có là một hộp hải sản, mọi người cũng chẳng nói gì. Dù sao hai bên cũng không cùng đẳng cấp, ai nấy đều có tấm lòng của mình. Nhưng giờ Tần Lâm lại tặng món quà giống với cậu Kim, vậy là thú vị rồi đây. Hai món quà khác nhau có đặt chung một chỗ cũng không so sánh nổi. Nhưng nếu cùng là một món thì có thể thấy ngay thứ nào cao thứ nào thấp. Thậm chí so giá thôi là đã biết rồi. Hạch đào của cậu chủ nhà người ta thì phải hơn cả triệu, nếu Tần Lâm đưa cặp hạch đào vài trăm tệ thì chẳng phải sẽ rất mất mặt sao. Hơn nữa món đồ như hạch đào thì phải cầm trong tay để chơi đùa thưởng thức, đã có hạch đào đắt đỏ cậu Kim tặng thì cặp hạch đào rách nát của Tần Lâm anh cũng chỉ vô dụng. Ông cụ Trúc cũng không thể cầm hạch đào bằng cả hai tay được. Vương Vân đứng cạnh đó trợn trắng mắt tức tối, đúng là xấu hổ, rõ ràng anh chỉ là một kẻ thấp kém đê tiện mà lại cứ đòi chơi trội hết lần này đến lần khác. Giờ thì hay rồi, mọi người đều đang hào hứng, không muốn lấy ra cũng phải lấy, đến lúc đó chẳng phải anh chính là kẻ phải xấu hổ sao. Vẻ mặt Kim Sơn Long cũng vô cùng mừng rỡ, anh ta đang nghĩ làm sao để khiến Tần Lâm mất mặt trước Trúc Linh Linh, vậy mà cuối cùng anh lại tự chủ động xấu mặt. Anh Tần! Mấy món hạch đào trang trí này tinh tế lắm đấy, giờ kỹ thuật phát triển, có rất nhiều hạt hạch đào trông thì đẹp nhưng thực ra lại là sản phẩm của máy móc, cái loại hạch đào đó đem ra lừa mấy người không hiểu biết như anh thì còn được, chứ chuyên gia thì nhìn cái là biết ngay. Anh đừng mang mấy thứ đồ rách nát đấy ra lừa ông cụ Trúc. Trúc Linh Linh nhíu mày, thoáng vẻ không vui. Kim Sơn Long, anh đừng nói linh tinh, anh Tiểu Lâm tặng quà cho ông, sao anh lại bảo là lừa gạt? Khóe môi Kim Sơn Long run run, gương mặt xem chừng hơi khó chịu.
Trúc Linh Linh là vị hôn thê trên danh nghĩa của anh ta nhưng chẳng buồn đỡ lời cho anh ta mà đi nói giúp Tần Lâm. Thấy vậy, Vương Vân vội thì thầm. Linh Linh, con quên cậu Kim mới cứu mẹ hả, thái độ của con là sao vậy? Trúc Linh Linh hé môi, muốn nói rồi lại thôi, mối ân tình này đã bó buộc cô. Thấy vậy, Kim Sơn Long bèn nói. Linh Linh, em nói như vậy là không đúng rồi, dù người ta hay bảo là lễ ít tình nhiều, nhưng nếu tặng quà giả hoặc món đồ rách nát gì đó thì chẳng phải lại là bất kính với người được chúc thọ sao? Nếu anh ta định tặng quả hạch đào mấy trăm tệ thì anh thấy chẳng bằng cứ tặng luôn hộp hải sản, ít nhất hải sản không phải đồ giả. Rõ ràng Kim Sơn Long đang hăm dọa Tần Lâm còn chưa mang quà ra anh ta đã kết luận đồ của anh là thứ rách nát. Trúc Linh Linh vốn đã định đỡ lời cho Tần Lâm, nhưng Vương Vân bên cạnh lại ngăn cản cô ấy, khiến Trúc Linh Linh đành thôi. Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe cơ quan đã đỗ lại trước cổng. Hai người phụ nữ mặc vest đen, ngực cài quốc huy bước xuống xe. Anh Tần, xin lỗi chúng tôi đến hơi muộn. Trúc Tam Đao sững sờ, dù sao hai người này cũng là nhân viên nhà nước nên ông cụ tỏ ra khá khách sáo. Xin hỏi hai người là... Chào ông Trúc, tôi là trưởng phòng lưu của phòng công chứng. Chào trưởng phòng lưu, hôm nay cô tới để, trong ấn tượng của Trúc Tam Đao không có người nào như trưởng phòng lưu, không biết người này tới đây có ý gì. Trưởng phòng lưu, là thế này ạ, tháng trước anh Trần có mua một cặp hạch đào trang trí ở thủ đô để tặng ông, nhưng hạch đào quá quý giá nên chúng tôi phải công chứng tài sản lúc chuyển nhượng quyền sở hữu, cả hạch đào và giấy chứng nhận đều đang được chúng tôi giữ. Trưởng phòng lưu vừa dứt lời, tất cả khách khứa cùng chìm vào im lặng. Món quà cần phải công chứng ư? Mọi người trợn tròn mắt, đám khách khứa nổi danh lấp đầy căn phòng này đã từng chứng kiến vô số các loại quà cáp. Nhưng đây là lần đầu họ bắt gặp món quà cần được công chứng, rốt cuộc đây là cặp hạch đào thế nào vậy? Tần Lâm cũng bất lực, ban đầu lúc ở thủ đô anh cũng chỉ thấy cặp hạch đào này khá đẹp, chắc ông Trúc sẽ thích nên mới mua, nào ngờ lại phiền phức tới vậy. Trúc Tam Đao cũng ngơ ngác. Là vậy à, vậy phiền mọi người rồi. Trưởng phòng lưu rất khách sáo, không có gì đâu, đây là công việc của bọn tôi mà. Nói rồi, trưởng phòng lưu bèn đeo găng tay trắng, mở vali khóa mang theo bên mình ra, bên trong có một chiếc hộp thủy tinh, qua lớp thủy tinh mọi người vẫn có thể thấy hai quả hạch đào trang trí đỏ rực. Hỏa thần nhãn, là hỏa thần nhãn kìa. Vài tháng trước từng có chương trình trên TV giới thiệu về món hạch đào trang trí cao cấp nhất nước này. Vì hạch đào có màu đỏ thẫm, là loại hạch đào đột biến, vô cùng hiếm, trùng hợp hai quả hạch đào lại giống nhau y đúc, hệt như sinh đôi, vậy nên lại càng hiếm có hơn. Không chỉ vậy, nghe nói cặp hạch đào này có từ đời nhà Thanh, được hoàng thất sử dụng, đùa chơi, lưu truyền tới tận ngày nay, dù là màu sắc, bề mặt hay giá trị thì đều là hàng thượng đẳng. Hạch đào đã ngọc hóa, trông hệt như hai viên ngọc ấm. Vì hai quả hạch đào có màu sắc đặc biệt nên mới được gọi là hỏa thần nhãn, không ngờ hôm nay lại được chứng kiến hàng thật. Đương nhiên đây là hàng thật rồi, không ai dám nghi ngờ điều này, vì Tần Lâm không phải người đưa nó ra mà là nhân viên phòng công chứng. Ai dám nghi ngờ khả năng giám định của phòng công chứng? Trưởng phòng lưu mở giấy tờ ghi chép ra để Tần Lâm và Trúc Tam Đao ký vào vài hợp đồng, hoàn thành thủ tục. Được rồi, thủ tục đã xong xuôi rồi, tôi xin phép để món quà lại đây, chúc ông sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn trưởng phòng lưu. Trưởng phòng lưu nói xong bèn chuẩn bị lên xe rời đi. Kim Sơn Long nghiến răng, tiến lại nói. Xin trưởng phòng lưu dừng bước đã, tôi cũng có cặp hạch đào muốn tặng ông Trúc, muốn nhờ công chứng giúp được không? Trưởng phòng lưu hơi sững sờ, cầm kính lúp lên, quan sát kỹ quả hạch đào của Kim Sơn Long rồi cười. Vị tiên sinh này đang nói đùa sao, món đồ trị giá 1.800 tệ không cần công chứng. Kim Sơn Long lập tức vô cùng lúng túng. 1.800 tệ. Có ý gì vậy? Hạch đào mà Kim Sơn Long tặng chẳng nhẽ chỉ đáng giá 1.800 tệ. Khả năng giám định của phòng công chứng là tốt nhất cả nước, cũng là đơn vị có quyền uy nhất. Lời của trưởng phòng lưu chắc chắn đáng tin. Điều đó cũng thể hiện. Hạch đào mà Kim Sơn Long tặng là đồ giả ư. Bản thân anh ta lúc trước cũng từng bảo một số quả hạch đào có thể được gia công bằng máy móc để đạt được loại cùi giống như ngọc bích này, lừa người ngoài ngành thì được chứ. Trúc Linh Linh cười lạnh,
không ngờ rằng món đồ mà Kim công tử tặng lại là hàng phế phẩm. Mặt Kim Sơn Long đỏ bừng, chỉ cảm thấy mặt mình nóng hừng hực, đúng là tự vạch áo cho người xem lưng mà. Ha ha, ông Trúc, thực sự ngại quá, là mắt cháu có vấn đề, không nhận ra quả hạch đào này là hàng phế phẩm. Trúc Tam Đao cười nhạt, không sao, có lòng là được rồi, cầm quả hạch đào về đi, tấm lòng này ông nhận. Có Hỏa Thần Nhã rồi, ai còn cần món đồ vô dụng kia nữa. Hỏa Thần Nhã mà Tần Lâm tặng, mặc dù trên truyền hình không công bố giá, họ cũng không biết cụ thể bao nhiêu tiền, nhưng có một điều họ có thể chắc chắn, nhất định là tính bằng đơn vị hàng trăm triệu. Chỉ là món quà chúc thọ mà lại có giá trị lên đến hàng trăm triệu. Ánh mắt mọi người nhìn Tần Lâm đều thay đổi. Trúc Tam Đao có chút ngần ngại, ông cụ không thể nào nghĩ tới, có một ngày món đồ chơi cao cấp của văn ngoạn giới lại nằm trong tay ông cụ. Tiểu Lâm à, món đồ này chắc quý giá lắm phải không? Tần Lâm tùy tiện cầm quả hạch đào lên, đặt vào trong tay Trúc Tam Đao. So với ân tình của ông Trúc thì món đồ này chẳng là gì cả. Khóe mắt Trúc Tam Đao hơi đỏ, ông cụ mở miệng, mãi mới nói nên lời. Con cháu của ông Tần thật có triển vọng. Trên mặt Trúc Linh Linh tràn đầy ý cười, thậm chí còn có vẻ hơi đắc ý, mấy người cứ coi thường anh Tiểu Lâm của tôi đi, anh chỉ tặng một món quà thôi cũng dọa mấy người sợ chết khiếp. Mấy vị khách khác đều vô cùng ngạc nhiên, vội vàng hỏi. Trúc lão gia, cậu nhóc này là công tử nhà nào vậy ạ? Đúng vậy, sao ở Đông Hải chưa từng nghe đến họ Tần nhỉ, ở tỉnh Lỵ hình như cũng không có nhà họ Tần, chẳng nhẽ là gia tộc ở thủ đô. Tần công tử phi thường như vậy nhất định không phải đứa trẻ của gia đình bình thường được, đúng không? Trúc Tam Đao cười mỉm nói. Tiểu Lâm là cháu trai của bạn tôi, đúng chỉ là con cháu của một gia đình bình thường, chẳng qua là Tiểu Lâm có được y thuật cái thế, vô cùng lợi hại. Chuyện nhà họ Tần năm đó, Trúc Tam Đao đương nhiên không thể nhắc đến, ở đây đông khách, mồm năm miệng mười, ai biết được bọn họ có thể bàn tán thứ gì. Vậy nên ông cụ chỉ kể rằng Tần Lâm có y thuật, ý chỉ, tài phú của Tần Lâm đều do tự bản thân anh kiếm được. Vương Vân đứng bên cạnh cau mày. Món quà đáng giá trăm triệu. Anh lấy tiền từ đâu ra vậy? Tần Lâm chỉ là một thiếu gia của một gia tộc thất thế, anh đâu được hưởng tí tài sản nào, đừng nói đến 100 triệu, cho dù là mấy trăm tệ, anh có thể bỏ ra sao? Vương Vân đột nhiên nghĩ ra thứ gì đó, quay đầu nhìn Trúc Linh Linh, sắc mặt u ám. Trúc Linh Linh, đây có phải tiền con cho cậu ta không? Trúc Linh Linh mặt mày mờ mịt, cô ấy lắc đầu, không phải. Hừ, con đừng nói dối nữa, nếu không phải tiền con cho, cậu ta lấy đâu ra tiền để mua? Cho dù Trúc Linh Linh có lấy được 4,9 tỷ của tập đoàn Hiên Viên thì cũng không thể phung phí như vậy được. Tặng một món quà đáng giá đến cả trăm triệu, lại còn trên danh nghĩa là Tần Lâm tặng, trong lòng Vương Vân cảm thấy rất khó chịu. Bà ấy hung hăng liếc mắt, ôm lấy cánh tay mình bày ra vẻ tức giận. Trúc Linh Linh cũng cau mày, trong lòng khó chịu. Cô ấy đương nhiên biết, mình chưa bao giờ đưa tiền cho Tần Lâm, nhưng 100 triệu này, Tần Lâm lấy đâu ra? Làm bác sĩ có thể kiếm được nhiều tiền vậy sao? Nghe thấy Tần Lâm làm bác sĩ, mắt Kim Sơn Long đột nhiên sáng lên. Quả hạch đào ban nãy khiến anh ta vô cùng mất mặt. Món quà tiêu tốn hơn mấy chục triệu tệ. Kết quả lại là hàng giả, bị mọi người ở đây chế giễu, tốn nhiều tiền như vậy mà chẳng thể để lại được ấn tượng tốt trong lòng người ta, điều này thực sự khiến Kim Sơn Long vô cùng khó chịu. Nhưng vừa nghe thấy việc Tần Lâm là bác sĩ, anh ta đột nhiên nghĩ ra cái gì đó. Không ngờ rằng Tần công tử lại là bác sĩ. Tình cờ thật, hôm nay khổng thần y của nhà họ Kim chúng tôi cũng ở đây, hay là chúng ta so tài một chút đi. Theo hướng chỉ tay của Kim Sơn Long. Mọi người nhìn thấy một người đàn ông trung niên đi đến. Khổng thần y mặc trang phục tôn trung sơn, trông vô cùng nghiêm túc, ông ta đeo một cặp kính, tóc được trải vô cùng gọn gàng, mặc dù tuổi không cao, nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy ông ta là một nhà nghiên cứu có kinh nghiệm thâm niên. Khổng thần y đẩy mắt kính, đi ra bắt tay với Tần Lâm. Xin chào, tôi tên là Khổng Phàm Lâm, kế thừa Hoa Thị Đông Y, hiện nay là bác sĩ tư nhân của nhà họ Kim. Mọi người đều đã từng nghe qua tên của Khổng Phàm Lâm. Tiếng tăm của danh y ở tỉnh Lỵ có thể vang xa đến tận Đông Hải, đủ để thấy rằng Khổng Phàm Lâm nhất định không phải người bình thường. Trên thực tế, Khổng Phàm Lâm có địa vị rất cao ở tỉnh Lỵ,
mặc dù không có chức vụ ở bất kỳ bệnh viện nào, cũng không hề có học vị giáo sư hay chuyên gia gì, nhưng ai cũng phải nể phục y thuật của Khổng Phàm Lâm. Thế lực của nhà họ Kim vô cùng lớn, thế nên mới có thể mời được Khổng Phàm Lâm về làm bác sĩ tư nhân, có vị cao thủ như thế bắt mạch, người nhà họ ai ai cũng không cần đến bệnh viện. Hôm nay, nếu như Tần Lâm ở ngành khác, cho dù là thu mua phế liệu, Kim Sơn Long cũng không có gì để nói. Nhưng Tần Lâm cũng theo đồng ý. Thật đúng với ý nguyện của anh ta. Để anh và Khổng Phàm Lâm so tài với nhau, ai cao ai thấp vừa nhìn là biết ngay, Tần Lâm đương nhiên không thể bằng Khổng Thần Y được, sau đó anh ta có thể nói Tần Lâm là tên lừa đảo, chỗ tiền mua quả hạch đào kia đều là dùng tiền lừa đảo để mua, đến lúc đó để xem anh còn mặt mũi để đứng đây không. Khổng Phàm Lâm bắt tay với Tần Lâm xong liền hỏi. Cậu Tần trẻ tuổi như vậy, không biết tốt nghiệp từ học viện y học nào nhỉ? Tần Lâm lắc đầu, tôi chưa từng đi học đại học. Kim Sơn Long lập tức nở nụ cười khinh thường. Còn chưa từng học đại học, vậy mà dám hành nghề y. Bác sĩ bây giờ, có ai không xuất thân từ trường lớp chính quy ra không? Thậm chí có rất nhiều thạc sĩ, tiến sĩ ở học viện y học còn chưa lấy được chứng chỉ hành nghề y để chữa bệnh, một kẻ không xuất thân từ trường lớp mà dám tự nhận mình là thần y. Khổng Phàm Lâm cau mày, vậy xin hỏi cậu Tần Lâm kế nghiệp từ vị nào nhỉ? Tần Lâm cũng không hề che giấu, kế nghiệp từ ông Diệp Hiên Viên. Tên của sư phụ, cho dù có nói ra thì cũng chẳng ai biết. Quả nhiên, Khổng Phàm Lâm cau mày, thể hiện rằng chưa từng nghe qua. Giới đông y rất nhỏ, chỉ cần là bác sĩ hơi nổi tiếng một chút thì ông ta chắc chắn đã từng nghe qua. Nhưng ba chữ Diệp Hiên Viên này, ông ta thực sự chưa từng nghe qua, trong lòng ông lại coi thường Tần Lâm thêm vài phần. Theo như tôi thấy, không cần so tài nữa đâu. Nói thật lòng, Khổng Phàm Lâm khá coi thường Tần Lâm, tên này chẳng qua chỉ là một thằng nhãi con, không biết chừng chỉ là thực tập sinh của một phòng khám nào đó, đã cảm thấy bản thân chính là thần y rồi, không đáng để ông ta so tài y thuật. Kim Sơn Long đương nhiên không đồng ý, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội, đương nhiên phải làm nhục anh bằng được mới thôi. Khổng thần y, cho dù anh ta không đủ tư cách so tài với ông cũng nên chỉ dạy cho anh ta vài điều. Dù sao anh ta cũng là người thân của Trúc lão gia, ông cứ coi như dạy dỗ trẻ con đi. Khổng Phàm Lâm gật đầu, cũng được, coi như là nể mặt Trúc lão gia vậy. Vừa nói, Khổng Phàm Lâm vừa vẫy vẫy Tần Lâm. Đến đây, cậu có gì thắc mắc cứ hỏi tôi sẽ trả lời cậu ngay tại đây. Mấy người nói dăm ba vài câu, khiến Tần Lâm rơi vào thế yếu. Cứ như Khổng Phàm Lâm là một người thầy giáo cao cao tại thượng, còn Tần Lâm là một cậu học sinh đang cúi gằm mặt muốn học hỏi kiến thức vậy. Tần Lâm cười lạnh, học hỏi ông ư, ông còn không chữa được bệnh của mình thì có thể dạy bảo người khác sao? Lời vừa dứt, sắc mặt Khổng Phàm Lâm hơi đổi. Có ý gì, cậu nói tôi mắc bệnh. Kim Sơn Long cười lạnh, đúng là nói khoác mà không biết ngượng, ở tỉnh lỵ của chúng tôi, Khổng Thần Y có biệt danh là Khổng Thánh Thủ. Anh dám bảo Khổng Thần Y có bệnh. Tôi nghĩ anh điên rồi ấy. Mặc dù bảo người làm nghề y không thể tự chữa bệnh cho mình, nhưng đó chỉ là mấy lời xưa kia, bây giờ điều kiện chữa trị tân tiến, bác sĩ chỉ cần có kỹ thuật, tự chẩn đoán bệnh cho bản thân đâu thành vấn đề, Khổng Thần Y là cao thủ lợi hại đến vậy, sao có thể có bệnh được? Tần Lâm quan sát Khổng Phàm Lâm một chút liền nói. Chứng bệnh thanh khiếu thất linh, một loại bệnh gần giống với chứng bệnh trúng gió, bệnh này chỉ lây cho nữ, không lây cho nam, đàn ông mắc bệnh không có triệu chứng gì, hoàn toàn giống người bình thường, nhưng phụ nữ thì chưa chắc, không biết Khổng Thần Y có con gái không? Hỏi xong, sắc mặt của Khổng Phàm Lâm thay đổi. Sao cậu biết chuyện này? Ông ta là người có y thuật cao siêu đến vậy, là người đã nghiên cứu qua rất nhiều sách cổ, có hiểu biết nhiều phương diện, mới có thể phần nào đoán ra. Nhưng bởi vì không có kinh nghiệm thực tiễn, cho nên lý luận này vẫn không thể phổ biến rộng rãi. Còn Tần Lâm, chỉ đôi ba câu đã có thể khái quát toàn bộ thành quả nghiên cứu của ông ta, lời anh nói không chỉ chuẩn xác ngắn gọn, thậm chí còn giúp ông ta hiểu ra nhiều điều. Đặc biệt là câu nói bệnh này chỉ lây cho nữ không lây cho nam đã giải bỏ được tất cả nghi vấn suốt nhiều năm liền của ông ta. Nhưng, .ans còn trẻ như thế sao có thể biết mấy thứ này được? Tần Lâm còn chưa đáp lại, y thuật của anh đều học từ sư phụ, còn về sư phụ của anh học từ ai, anh cũng không biết nữa.
Khổng Phàm Lâm trở nên vô cùng kích động, mắt nhìn chằm chằm Tần Lâm, vài giây sau, ông ta nói. Tôi có một người con trai và một người con gái, con trai cơ thể khỏe mạnh, không có triệu chứng gì. Nhưng con gái năm nay mới 16 tuổi, thường xuyên chóng mặt hoa mắt, nửa người tê liệt, có mấy lần khi đi qua đường đùi phải bỗng không cử động linh hoạt được, lập tức ngã xuống đất, suýt nữa gặp nguy hiểm. Tần Lâm lẩm bẩm nói, 16 tuổi, còn chữa trị được. Nghe thấy lời Tần Lâm, sắc mặt Khổng Phàm Lâm thay đổi, trong lòng dường như dậy lên những cơn sóng lớn, ông ta vui mừng như điên. Ông ta tiến lên một bước, cúi người, kính nể hành lễ trước Tần Lâm. Xin cậu hãy dạy tôi. Cái này. Động tác của Khổng Phàm Lâm khiến mọi người ngơ ngác. Chẳng phải nói là muốn Khổng Phàm Lâm chỉ bảo Tần Lâm sao, tại sao chỉ mới vài phút trôi qua, lại đổi thành xin chỉ dạy rồi. Hai người chẳng qua chỉ đứng đấy nói đôi ba câu với nhau, nhắc đến một vài thuật ngữ về triệu chứng bệnh, kết quả Khổng Phàm Lâm đã phục rồi sao? Cúi người xin chỉ dạy. Kim Sơn Long trợn tròn mắt. Anh ta đương nhiên không biết để có thể vừa nhìn đã nhận ra Khổng Phàm Lâm có bệnh di truyền thanh khiếu thất linh cần y thuật sao siêu đến đâu, anh ta chỉ cảm thấy, Khổng Phàm Lâm là thần y, lúc này nên nhục nhã Tần Lâm mới đúng. Khổng thần y, ông đang làm gì vậy, anh ta chẳng qua chỉ là một tên nhóc đầu để trỏm, sao ông lại cúi đầu trước anh ta? Khổng Phàm Lâm cau mày, y thuật không phân lớn nhỏ, người thành công trước được xếp trên, nếu cậu Tần thực sự có thể chữa khỏi bệnh cho con gái tôi. Đừng nói đến cúi người, cho dù có phải dập đầu bái sư, Khổng mỗ đây chắc chắn sẽ đồng ý. Tần Lâm xua xua tay, cười nhạt một tiếng. Bái sư thì thôi, tư chất của ông còn kém lắm. Mọi người, lời này quá kiêu ngạo rồi. Tư chất của Khổng thần y mà là quá kém sao? Ý là người giỏi như Khổng thần y còn không còn tư cách bái anh làm sư sao? Ngông cuồng, quá ngông cuồng. Khổng thần y là người thế nào? Là thánh thủ tiếng tăm lẫy lừng của tỉnh Lỵ, cho dù là chuyên gia của mấy bệnh viện lớn cũng phải xin Khổng thần y chỉ dạy y thuật, Tần Lâm nói khoác mà không biết ngược, đúng là muốn chết. Nhìn thấy Tần Lâm bị mọi người hoài nghi, Trúc Tam Đao nói. Tôi đã nói từ trước rồi, y thuật của Tiểu Lâm vô cùng cao siêu, mấy ngày trước tôi nằm ở bệnh viện, bị suy tim cấp tính, trưởng khoa lưu của Bệnh viện Nhân dân đã nói tôi không cứu được. Nhưng Tiểu Lâm chỉ tốn có mấy phút đã có thể kéo tôi ra khỏi quỷ môn quan. Mọi người cho rằng tôi đang nói khoác mà không suy nghĩ sao. Lời của Trúc Tam Đao khiến sắc mặt mọi người thay đổi. Trúc lão gia đương nhiên không thể nói khoác mà không suy nghĩ được, đợt trước bọn họ cũng nghe nói lão gia bị bệnh nặng phải đi bệnh viện, nhưng hôm nay lúc gặp lại không giống như bị bệnh, mọi người còn tưởng bệnh tình không nghiêm trọng đến vậy. Hôm nay nói như vậy, bọn họ mới biết. Hóa ra Trúc lão gia được người khác kéo về từ quỷ môn quan. Tần Lâm còn trẻ như thế, thực sự có y thuật cao siêu đến vậy sao? Khổng thần y nghe xong liền tin Tần Lâm có thể chữa trị cho con gái của mình, sau đó lại cúi người thêm lần nữa. Xin cậu Tần hãy dạy tôi. Nhìn thái độ của Khổng Phàm Lâm nhún nhường đến vậy. Tôi bắt mạch trước đã. Tần Lâm tiến lên, hai tay nắm lấy hai cổ tay của Khổng Phàm Lâm. Không hề giống ba ngón tay bắt mạch như thường ngày, chỉ là tùy ý nắm lấy. Vài giây sau, anh đã thả tay ra. Vẫn còn ổn, bệnh tình chưa quá nghiêm trọng, qua mạch tượng của ông, có thể thấy có vẻ như hàng năm ông đều dùng một số loại thuốc có kim ô tử, mặc dù không có tác dụng chữa bệnh, nhưng có thể khống chế được bệnh tình. Có thời gian có thể đưa con gái ông qua đây, tôi sẽ bắt mạch cho cô ấy, như thế mới kê đơn thuốc được. Hai câu nói của Tần Lâm khiến Khổng Phàm Lâm vô cùng kinh ngạc. Cảnh, nắm mạch, vừa nãy đã vô cùng ngoạn mục rồi. Sau đó, chỉ dựa vào bắt mạch liền biết đường ông ta hàng năm sử dụng kim ô tử, cao thủ, đúng là cao thủ. Không ngờ rằng lại có thần y trẻ tuổi đến vậy. Bệnh của con gái có hy vọng rồi. Khổng Phàm Lâm lại hành lễ, kính nể nói. Cậu Tần, Khổng mỗ ngu dốt, không dám bái sư, nhưng mong cậu có thể thu nhận. Để Khổng mỗ ở bên làm chân chạy vặt, làm dược đồng. Lời của Khổng Phàm Lâm khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Đường đường là Khổng Phàm Lâm thánh thủ của tỉnh Lỵ, lại có thể làm dược đồng cho một thằng nhãi con sao? Chuyện này mà được truyền ra, ai dám tin chứ? Tần Lâm nghĩ một chút rồi nói. Được thôi, mấy ngày nữa, tôi chuẩn bị mở y quán,
đến lúc đó ông có thể đến. Khổng Phàm Lâm vô cùng vui mừng. Vâng, đa tạ cậu Tần đã thu nhận. Kim Sơn Long nhìn mà ngẩn người, cau mày đứng lên. Khổng Thần Y, ông sao có thể, ông là bác sĩ tư nhân của nhà họ Kim, ông làm như thế này chẳng phải là muốn làm mất mặt nhà họ Kim chúng tôi sao? Dù sao cũng là người nhà họ Kim bọn họ, rõ ràng bảo ông ta đi nhục nhã người khác, kết quả lại trở thành quỳ gối khom lưng. Khổng Phàm Lâm quay đầu, lạnh lùng nhìn Kim Sơn Long nói. Tôi là bác sĩ tư nhân của nhà cậu, chứ không phải là kẻ hầu, cậu có tư cách để chỉ trích tôi sao? Hơn nữa, từ hôm nay, tôi sẽ không còn là bác sĩ tư nhân của nhà họ Kim nữa, sau này tôi sẽ là dược đồng của cậu Tần đây. Sắc mặt Kim Sơn Long tái mét, ông, Khổng Thần Y, ông nghĩ kỹ chưa? Khổng Phàm Lâm lườm anh ta, không đáp lời, nhưng ý tứ đã rõ mồn một. Sắc mặt Kim Sơn Long lúc xanh lúc đen, thay đổi đến mấy lần, trông vô cùng tức cười. Anh ta siết chặt nắm đấm, nghiến răng kèn kẹt. Tên họ Tần kia, anh nhớ kỹ cho tôi. Chuyện ngày hôm nay, nhà họ Kim tôi chưa xong với anh đâu. Tần Lâm làm anh ta mất mặt hai lần liên tiếp, khiến Kim Sơn Long không còn mặt mũi để đứng ở đây nữa. Nói vài câu chào tạm biệt với Trúc Tam Đao xong, anh ta tức giận rời đi. Trúc Tam Đao cũng hơi lo lắng. Thế lực của nhà họ Kim ở tỉnh Lỵ không hề tầm thường, nếu đắc tội bọn họ, e rằng sau này sẽ không yên ổn. Tần Lâm cười nhạt, ông Trúc không cần lo, cái loại ngang ngược tàn ác như tên hề này, cháu chưa từng quan tâm. Trúc Tam Đao sững sờ, không ngờ Tần Lâm lại tự tin đến vậy, chẳng qua là ông cụ không nói gì, có ông cụ ở đây, không ai có thể bắt nạt Tần Lâm. Không khí trong gia đình vô cùng kỳ quái. Đám người Trúc Minh nói gì, làm gì cũng rất kỳ lạ, Trúc Linh Linh cũng không vui. Nhân lúc mọi người đi vào phòng, Trúc Linh Linh đến trước mặt Tần Lâm, nhỏ giọng nói. Anh Tiểu Lâm, chúng ta đi ăn cơm đi, sau đó đi dạo phố. Khoảng thời gian này, Trúc Linh Linh có quá nhiều áp lực, muốn tìm cơ hội để giải tỏa một chút. Tần Lâm đương nhiên vui vẻ đồng ý. Ra khỏi cửa, Tần Lâm lên xe của Trúc Linh Linh. Hai người đi đến một khu trung tâm thương mại nổi tiếng, Trúc Linh Linh khoác tay Tần Lâm, vô cùng vui vẻ, trông họ cứ như một cặp đôi vậy. Cảnh này giống như quay về 10 năm về trước vậy, dáng vẻ chơi đùa bên nhau như 10 năm trước, cứ như mới xảy ra vào hôm qua thôi vậy. Đi dạo trung tâm thương mại một lúc, ăn một ít đồ ăn vặt, hai người đến ngồi cạnh đài phun nước nhỏ ở trung tâm thương mại. Trúc Linh Linh cười nói, anh Tiểu Lâm, anh nên đổi quần áo đi. Tần Lâm sững sờ, cúi đầu nhìn quần áo của mình, đúng là hơi quê mùa. Anh mới xuống núi không lâu, nên không có thời gian đi mua sắm quần áo. Ở trên núi 10 năm, Tần Lâm mặc dù cũng có lúc xuống núi khám bệnh, nhưng đó chỉ là thỉnh thoảng mà thôi. Mỗi ngày đều sống trên núi, trước mặt sư phụ, đâu cần để ý cách ăn mặc, vậy nên anh cũng không có thói quen ăn diện. Bây giờ không được như vậy, quần áo anh mặc bây giờ đã lỗi mốt lắm rồi. Đi, chúng ta đi xem quần áo, em mua cho anh vài bộ. Tiếng của Trúc Linh Linh hơi to một chút, có không ít người nhìn qua, muốn xem người đàn ông mà cô gái này muốn mua quần áo cho là ai. Đột nhiên có một người phụ nữ hét lớn. Trúc Linh Linh, nhìn qua nơi phát ra âm thanh liền thấy một cô gái có nhan sắc tầm thường, toàn thân là trân châu bảo ngọc, có vẻ như là con nhà giàu, cô ta ăn mặc vô cùng thời thượng, tuổi tác tương đương với Trúc Linh Linh. Chỉ là khí chất, diện mạo khác biệt hoàn toàn. Trúc Linh Linh cau mày. Ngô Phương, sao cô lại ở đây? Ngô Phương nhìn Tần Lâm đứng bên cạnh, mắt sáng lên như đèn pha. Này, Trúc Linh Linh, chẳng phải cô bảo cô khác tôi sao, cuối cùng vẫn bao nuôi đàn ông đấy thôi. Ha ha, còn nói tôi thấy cô cũng là động vật ăn thịt mà thôi. Trúc Linh Linh cau mày, cô đừng nói vớ nói vẩn. Cô Ngô Phương này là thiên kim tiểu thư nhà họ Ngô, bình thường không chỉ kiêu ngạo, mà làm gì cũng không đứng đắn, đầu óc chỉ có đàn ông. Bởi vì nhan sắc tầm thường, yêu đương nhiên không thuận lợi, vậy nên Ngô Phương liền dùng tiền để bao nuôi mấy cậu trai bao. Đã thử qua biết bao hương vị, ngoại hình tuấn tú, cơ thể cường tráng, tốn một đống tiền, chơi vài tháng liền đá, bây giờ thực sự nghiện rồi. Lũ con nhà giàu đương nhiên cũng qua lại với nhau. Nhưng sau khi Trúc Linh Linh biết cô ta có đam mê này liền không lại gần cô ta nữa.
không ngờ hôm nay lại gặp cô ta ở đây. Mặc dù Ngô Phương nói chuyện với Trúc Linh Linh nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đến dính trên người Tần Lâm. Người đàn ông này rất hợp khẩu vị của cô ta, đẹp trai, vóc dáng tốt, hơn nữa còn có khí chất lạnh lùng, không giống như đám trai bao cô ta từng cặp kè, vừa nhìn thấy tiền liền hận không thể quỳ xuống liếm chân cô ta. Hơn nữa, toàn thân Tần Lâm đều không có món đồ nào đáng tiền, vừa nhìn liền biết là một tên nghèo chui từ núi ra, loại người này rất mẫn cảm với tiền, dùng tiền mê hoặc chắc không thành vấn đề. Ngô Phương thèm thuồng anh vô cùng, chẳng hề né tránh mà nói thẳng với Trúc Linh Linh. Cô bảo anh ta bao lâu rồi? Chơi chán rồi chứ nhỉ? Thế này đi, cô nhường anh ta cho tôi sẽ giới thiệu cho cô mấy anh hàng to máy tốt, hay là tôi đưa cô tiền cũng được. Dám nói mấy câu không biết xấu hổ trước mặt bao người như thế, cô ta thực sự khiến Trúc Linh Linh phản cảm. Cô có bệnh à, anh ấy là bạn tôi. Ngô Phương cười lạnh, giả bộ làm gì, lời ban nãy tôi cũng nghe thấy rồi, cô muốn mua quần áo cho anh ta, thế này đi, cô tốn bao nhiêu tiền, tôi đền cô bấy nhiêu, được không? Nếu cô chưa chơi chán, tôi đợi thêm vài ngày nữa cũng được. Trúc Linh Linh thực sự cảm thật kinh tởm, cùng là tiểu thư nhà giàu. Cô ta lại có thể thiếu hiểu biết đến vậy, tại sao Ngô Phương lại có thể trở nên thế này? Anh Tiểu Lâm, chúng ta đi thôi, tránh cô ta xa một chút. Nhìn thấy hai người đứng dậy, Ngô Phương cuống lên, vội vã chắn trước mặt hai người. Không được, mấy người không được đi. Nhìn Trúc Linh Linh không đồng ý, Ngô Phương liền nói với Tần Lâm. Cô ta cho anh bao nhiêu tiền, tôi cho anh gấp đôi, không, gấp ba. Lúc này, Tần Lâm đã hiểu Ngô Phương đang có ý gì, lập tức cau mày, lạnh lùng nói. Cút! Ngô Phương hừ lạnh, chỉ vào mặt Tần Lâm mà nói. Đừng có mà rượu mời không uống lại uống rượu phạt, chẳng qua chỉ là một tên trai bao, anh giả bộ cái gì. Đều là kiếm tiền mà thôi, phục vụ ai chẳng là phục vụ. Tôi cho anh thêm một cơ hội, anh ra giá đi. Đây là lần đầu tiên Tần Lâm gặp cái loại phụ nữ tự cho mình là đúng như thế này. Đúng là có chút phản cảm. Tôi nói thêm lần nữa, cút. Ngô Phương tức đến nổ phổi, chỉ là một tên trai bao mà dám kén chọn. Chẳng nhẽ nhà họ Ngô đây không bằng nhà họ Trúc sao? Anh đừng có nói vớ vẩn với tôi nể mặt anh lại không cần, có tin tôi đứng trước mặt mọi người lột đồ anh không? Nói xong, Ngô Phương liền tiến lên muốn xé quần áo Tần Lâm. Lúc trước khi cô ta đi bao đàn ông, làm rất nhiều việc nhục nhã thế này, Tần Lâm cũng chỉ là một thằng nhà quê, sao có thể phản kháng lại một người đường đường là thiên kim tiểu thư nhà họ Ngô như cô ta được. Ngô Phương xông lên, Tần Lâm lạnh lùng, giơ chân lên, đạp cô ta ra. Quỳnh! Cơ thể Ngô Phương văng ra như viên đạn, bốc một tiếng, đập vào tường, cô ta chỉ cảm thấy lục phủ ngũ đang như bị nổ tung ra. Tần Lâm mặc dù rất ghét phải đánh phụ nữ, nhưng cô Ngô Phương này thực sự kinh tởm. Nếu như anh không nương tay, một phát kia đã lấy luôn mạng của cô ta rồi. Ngô Phương nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng toát như tờ. Anh đánh tôi, anh dám đánh tôi, đồ chó má, anh chết rồi, anh chết rồi. Trúc Linh Linh cau mày, hơi lo lắng. Anh Tiểu Lâm, chúng ta đi thôi. Tần Lâm gật đầu, loại phụ nữ như thế này thực sự không cần lãng phí thời gian. Không được đi, các người đứng lại cho tôi. Các người dám bước một bước, tôi sẽ bảo anh tôi giết cả nhà các người. Bước chân của Trúc Linh Linh dừng lại, cô ấy quay đầu nói với Tần Lâm. Anh Tiểu Lâm, anh cô ta là Ngô Cường, là con rể của nhà họ Thư. Nhà họ Thư. Tần Lâm dừng chân lại. Năm đó tứ đại gia tộc Cầm, Kỳ, Thi, Họa, nhà họ Tần bị tiêu diệt, kẻ đầu sỏ chính là ba đại gia tộc còn lại. Loại não tàn như Ngô Phương. Tần Lâm vốn chẳng muốn lãng phí thời gian. Nhưng, nếu bọn họ đã có quan hệ với nhà họ Thư thì nên chơi đùa một chút. Cho cô 5 phút, mau gọi người đến đi. Ngô Phương sừng sờ, anh chắc chứ? Anh dám để tôi gọi điện thoại gọi người đến? Được, anh chờ đấy cho tôi. Ngô Phương rút điện thoại ra, lập tức bấm số của Ngô Cường. Anh, em bị người ta đánh ở khu trung tâm thương mại của nhà mình, anh mau đến cứu em, hu hu hu. Giọng điệu của Ngô Phương khoa trương quá mức, rõ ràng chả có vấn đề gì cứ như sắp bị người khác đánh chết đến nữa. Vừa khéo, nơi đây lại là sản nghiệp của nhà họ Ngô, mà Ngô Cường lại đang ở đây. Chưa đến 5 phút,
một người đàn ông hiên ngang bước xuống từ thang máy, mặt đầy vẻ phẫn nộ. Ra khỏi thang máy, nhìn thấy Ngô Phương đang dựa vào tường, không có gì đáng ngại, mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Phương, chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngô Phương chỉ vào hai người Tần Lâm nói. Anh, em muốn bảo anh ta, Trúc Linh Linh không chịu nhường cho em. Ngô Cường liền trừng mắt, mặt đầy giận dữ. Ngày nào cũng chỉ biết bao nuôi đàn ông thôi. Em xem lại bản thân mình đi, có ra dáng thiên kim tiểu thư không hả? Đúng là làm mất hết thể diện của nhà họ Ngô. So với Ngô Phương, Ngô Cường có thể coi là nhân tài của xã hội. Không chỉ có sự nghiệp thành đạt, hơn nữa còn giỏi văn giỏi võ, nghe nói từng là quán quân võ thuật cấp tỉnh. Vậy nên, với em gái mình, Ngô Cường có yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, lần nào cũng dạy bảo cô ta một trận. Nhưng, dù sao cũng là em gái ruột, rất nhiều lúc, Ngô Cường chỉ có thể để cô ta muốn làm gì thì làm. Ngô Phương vừa nghe thấy câu này liền không vui, bắt đầu khóc lóc, lăn lộn. Em không quan tâm, em không quan tâm, em muốn có anh ta, em muốn có anh ta. Ngô Phương như một kẻ vô lại, khiến Ngô Cường vừa tức vừa không biết làm sao. Được rồi, nhìn bộ dạng của em kìa, còn ra thể thống gì nữa. Dù sao cũng là em gái mình, để cô ta khóc lóc ở đây, chỉ tổ làm mất mặt nhà họ Ngô. Hơn nữa, đây đâu phải lần đầu Ngô Phương làm chuyện như này, dù sao cũng là đàn bà con gái, sau này không cần quá thành công, vui vẻ là được rồi. Ngô Cường thở dài, đi đến trước mặt Tần Lâm, tức giận nhìn anh. Còn trẻ như vậy, làm gì không làm, lại đi làm trai bao. Loại đàn ông như cậu, đúng là làm mất mặt nam giới chúng ta. Rác rưởi. Mặc dù trong lòng vô cùng khinh thường Tần Lâm, nhưng Ngô Cường vẫn thuận theo ý của em gái. Anh ta hừ lạnh một tiếng, dù không muốn nhưng vẫn lấy ra từ túi một thẻ ngân hàng màu vàng. Chiếc thẻ này có 5 triệu, mau cút ra chỗ em gái tôi. Đừng ở đây làm mất mặt nhà họ Ngô chúng tôi. Ngô Phương cười cười, tiến lên trước khoác tay anh trai Ngô Cường, làm nũng mà nói. Chỉ có anh mới đối tốt với em thôi. Ngô Cường hừ lạnh, sau này bớt gây phiền phức cho anh. Cho dù Ngô Phương là thiên kim tiểu thư, nhưng số tiền mà cô ta có thể chi vẫn kém xa Ngô Cường. 5 triệu, đừng nói đến chuyện bao một tên trai bao, dù là một ngôi sao hạng ba cũng có thể khiến người đó ngoan ngoãn vâng lời, chứ đừng nói đến thằng nhà quê như Tần Lâm. Ngô Phương kiêu ngạo, vênh mặt, chỉ xuống chân mình mà nói. Còn không mau cút lại đây. Cước lúc nãy của Tần Lâm khiến cô ta vẫn còn đau đến giờ, chỉ là cô ta không muốn anh bị anh cô ta đánh, đánh hỏng rồi lấy gì chơi, đợi đến khi về nhà cô ta đương nhiên có cách hành hạ anh. Ngô Cường thấy Tần Lâm không nhận thẻ, cau mày. Đứng nở ra làm cái gì? Còn cần tôi mời cậu sao? Rác rưởi. Nói xong, Ngô Cường vứt tấm thẻ trên tay lên mặt Tần Lâm. Bộp. Hai ngón tay Tần Lâm chuẩn xác kẹp lấy tấm thẻ ngân hàng. Miệng cười mỉm. Anh em các người diễn đủ chưa? Sắc mặt Ngô Cường thay đổi, nháy mắt âm trầm. Cậu có ý gì? Con mẹ nó, cậu muốn chết sao? Ngô Cường tiến lên một bước, xắn tay áo lên, trợn tròn mắt. Trúc Linh Linh lập tức lo lắng, kéo tay Tần Lâm, nói nhỏ. Anh Tiểu Lâm, cẩn thận, anh ta là quán quân võ thuật toàn tỉnh đó, vô cùng lợi hại. Tần Lâm cười mỉm, không thèm để ý. Ngô Cường hừ lạnh một tiếng, vừa định ra tay thì thấy hai ngón tay Tần Lâm hơi cử động. Chiếc thẻ ngân hàng kia lập tức văng ra, đâm vào đầu gối của Ngô Cường. A! À, cơn đau ở đầu gối khiến Ngô Cường lập tức quỳ xuống đết. Trán toát đầy mồ hôi lạnh. Sắc mặt Ngô Phương cũng thay đổi. Mày dám đánh anh trai tao? Con mẹ nó, mày muốn chết, anh trai tao là con rể nhà họ Thư đấy. Lời vừa dứt, Tần Lâm đã tát cho cô ta một cái. Bốp một tiếng, Ngô Phương bay văng ra. Đập vào đúng vị trí lúc này. Chỉ là, lần này Tần Lâm dùng lực mạnh thêm vài phần. Một bên mặt của Ngô Phương lập tức sưng to, cô ta phun ra một chiếc răng có lẫn máu, biểu tình vô cùng dữ tợn, nhưng không nói nên lời. Tôi đánh đấy, người mà tôi đánh con rể nhà họ Thư đấy. Tần Lâm đứng trước mặt Ngô Cường, từ cao lạnh lùng nhìn xuống anh ta. Nhà họ Ngô rất thích làm chó nhỉ. Sắc mặt Ngô Cường xanh như tàu lá chuối, anh ta không hiểu,
tại sao Tần Lâm chỉ cần dùng một chiếc thẻ ngân hàng lại có thể khiến anh ta trở nên như vậy? Ngô Cường toàn thân rát giỏi như sắt thép, cho dù có là gậy gộc cũng chưa chắc có thể làm anh ta bị thương, nhưng Tần Lâm chỉ dùng một chiếc thẻ ngân hàng liền có thể khiến anh ta không thể động đậy. Mày muốn chết, mày có biết bố tao là ai không? Nhà họ Ngô chúng tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Tần Lâm cười lạnh, hy vọng xương cốt của anh cũng cứng như lời anh nói. Nói xong, Tần Lâm rút ra ba cây kim bạc. Ngón tay hạ xuống, ba cây kim bạc cắm ở trái phải hai bên vai của Ngô Cường, một cái còn lại thì nằm ở đầu gối không bị thương của anh ta. Kim bạc đâm vào người, Ngô Cường lập tức hét lớn, hét đến xé ruột xé gan, nỗi đau như bị đục khoét xương cốt vậy. Mày chết rồi, mày chết rồi. Tần Lâm cười lạnh, lấy điện thoại từ trong túi anh ta ra. Tôi giúp anh gọi người đến nhé. Anh tìm được số của bố Ngô Cường trong điện thoại, sau đó bấm gọi. Vài giây sau, có người bắt máy. Con trai, có chuyện gì vậy? Bố cứu con với, Ngô Cường không chịu thua kém, hét đến xé ruột gan. Ngô Phong Niên ở đầu dây bên kia bắt đầu sốt ruột. Con trai, con sao rồi, ai dám động vào con? Tàn Lâm nghe điện thoại. Là tôi họ Tần. Ngô Phong Niên vô cùng tức giận, lạnh lùng nói. Tao không quan tâm mày là ai, lập tức thả con tao ra, nếu như mày dám động vào một sợi tóc của con tao, tao sẽ khiến mày chết không có chỗ chôn. Tần Lâm cười lạnh, vậy ông nghe rõ đây. Lời vừa dứt, Tần Lâm đạp một phát vào cổ chân của Ngô Cường. Sắc sắc, tiếng kêu thảm thiết của Ngô Cường truyền vào loa của điện thoại. Ngô Phong Niên khàn giọng nói, thằng chó, mày tiêu rồi, tao sẽ giết cả họ nhà mày. Lời của Ngô Phong Niên đã chọc giận Tần Lâm. Được thôi, biệt huyền số 8 ở khu ngoại ô phía Tây, tôi đợi ông. Tần Lâm đưa địa chỉ nhà mình, sau đó cúp máy. Ngô Cường giãy giụa mấy phút, sau đó ngất đi. Sắc mặt Trúc Linh Linh thay đổi, anh Tiểu Lâm, anh ta có sao không? Tần Lâm nói, không chết được, chỉ là khiến chân tay anh ta tàn phế thôi. Cây kim bạc của Tần Lâm có thể cứu người, cũng có thể giết người. Muốn chặt đứt cánh tay, chỉ cần một cây kim bạc mà thôi. Trúc Linh Linh cảm thấy vô cùng lo lắng, mặt đầy áy náy. Anh Tiểu Lâm, em xin lỗi, đều tại em mọi chuyện mới thành ra như vậy. Tần Lâm nói, không sao, chuyện này không liên quan đến em. Có những người thích làm chó, nếu vậy thì mình đành thực hiện ước mong của họ thôi, vừa khéo, nhà anh còn mấy chiếc xích chó. Xảy ra chuyện như vậy, hai người không ai còn tâm trạng để đi dạo phố. Tần Lâm liền đưa Trúc Linh Linh về nhà, để tránh lát nữa khiến cô ấy nhìn thấy một số cảnh tượng không đẹp đẽ gì. Sau khi đưa cô ấy về nhà họ Trúc, Tần Lâm quay về sân trong nhà mình. Nhìn trong sân còn ba chiếc xích chó, mặt anh lộ ra ý cười lạnh. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, nếu đã có người muốn làm chó đến vậy, thì đành cho họ cơ hội thôi. Tần Lâm vào nhà chưa được bao lâu, dì Phùng ở bên ngoài đã vội vã chạy vào. Thiếu gia, không ổn rồi, bên ngoài có rất nhiều người đến. Thằng chó, dám làm con trai tôi tàn tật, hắn đúng là muốn chết. Lúc này, Ngô Phong Niên đang vô cùng tức giận. Nhà họ Ngô của ông ta vốn không có nhiều con cháu, trong đó người có tiền đồ nhất chính là Ngô Cường. Văn võ song toàn, mưu trí, vốn là lựa chọn tốt nhất của vị trí kế nghiệp của nhà họ Ngô. Đến nay, Ngô Phong Niên vẫn luôn rèn giũa anh ta trở thành người thừa kế của dòng họ. Nhưng bây giờ, tay chân Ngô Cường đều bị tàn phế. Anh ta trở thành người tàn tật. Vừa nãy khi đưa Ngô Cường đến bệnh viện, bác sĩ đều bó tay hết cách. Cái chân bị thẻ ngân hàng cắt chúng còn ổn, chỉ bị gãy xương mà thôi. Nhưng hai tay và một chân còn lại bị kim bạc đâm vào thì không có cách nào cứu chữa. Sau khi bị kim bạc đâm vào, kinh mạch hai bên vai và đầu gối đều bị hoại tử, không còn đường cứu chữa nữa. Các chuyên gia đều vô cùng sững sờ, bọn họ chỉ mới nghe qua kim bạc có thể dùng để chữa bệnh, chứ chưa từng nghe qua kim bạc có thể dùng để hại người. Một cây kim bạc bé xíu lại có thể gây được thương tổn lớn đến vậy. Lần này, Ngô Phong Niên đem theo hai vị cao thủ. Ông ta hiểu rõ võ nghệ của Ngô Cường, anh ta dù sao cũng là quán quân võ thuật toàn tỉnh. Người có thể đánh bại Ngô Cường chắc chắn phải là người tập võ.
Vậy nên Ngô Phong Niên dứt khoát dùng một số tiền lớn để nhờ hai vị sư phụ đến giúp ông ta. Hồng sư phụ, Lâm sư phụ, con trai tôi bị người khác hại, hôm nay tôi nhất định phải khiến hắn nếm mùi muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong, xin hai vị đừng nương tay, nếu có hậu quả gì, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Còn tiền trà nước tôi chắc chắn sẽ không bạc đãi các vị. Hai vị sư phụ cũng gật đầu. Ngô gia chủ không cần khách sáo, Tiểu Cường dù sao cũng là đồ đệ của hai người chúng tôi, báo thù cho cậu ấy cũng là điều chúng tôi đương nhiên phải làm. Hai vị sư phụ là cao thủ tiền bối chưa nhập thế, nghe nói là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm Tự, là người thực sự biết công phu. Hiện nay mấy vị quán quân võ thuật, khi đánh cận chiến với người khác, công phu mà họ luyện đều là công phu ngoại gia, cho dù có lợi hại đến đâu thì vẫn chỉ là lợi hại bên ngoài da thịt. Còn Hồng sư phụ và Lâm sư phụ đều luyện công phu nội gia đích thực. Đao kiếm bình thường vốn không thể nào làm bọn họ bị thương, vũ khí lạnh hầu như cũng không có hiệu quả. Mấy vị cao thủ này chắc chắn không phải là người mà người trong thế giới bình thường có thể đánh lại. Ba người đến cổng nhà họ Tần, cổng lớn đã mở sẵn. Ngô Phong Niên hừ lạnh một tiếng, tức giận đùng đùng đi vào trong, muốn bắt Tần Lâm càng sớm càng tốt, muốn cắt anh thành tám miếng. Đi vào trong sân, nhìn thấy Tần Lâm đang ngồi trên một chiếc ghế mây, bưng một tách trà nhàn nhã uống. Bên cạnh còn có một người phụ nữ trung niên đang hầu hạ. Khung cảnh này giống như cảnh những đại gia tộc thư giãn trong sân vào một buổi chiều 10 năm trước. Mày họ Tần đúng không? Ngô Phong Niên siết chặt nắm đấm, ánh mắt hung ác. Tần Lâm ngẩng đầu nhìn Ngô Phong Niên hỏi. Mày chính là con chó của nhà họ Thư. Sắc sược. Ngô Phong Niên tức giận, thằng nhãi con không biết trời cao đất dày là gì, hôm nay tao nhất định phải cho mày nếm mùi muốn chết không được muốn sống cũng không xong. Hai vị sư phụ. Hồng sư phụ và Lâm sư phụ gật đầu đi về phía trước. Nhìn thấy chàng trai bình thường trước mắt thì lập tức mất đi hứng thú. Có thể đánh bại được Ngô Cường thì đúng phải có chút bản lĩnh. Nhưng đó chỉ với một số người bình thường mà thôi, đối với những cao thủ nội gia như bọn họ, thực lực của Ngô Cường vốn chẳng là gì cả, vậy nên bọn họ hoàn toàn chẳng coi Tần Lâm ra gì. Nhóc con, kiếp sau, khi ra tay phải cân nhắc xem bản thân có bản lĩnh hay không. Hồng sư phụ khẽ quát một tiếng, tung quyền đấm Tần Lâm. Quyền này hung ác, mạnh mẽ, uy vũ, nhưng Tần Lâm vẫn không hề nhúc nhích, thậm chí tách trà vẫn còn để bên miệng, anh nhẹ nhàng nhâm nhi ly trà. Ngón tay phải kẹp một lá trà, nhẹ nhàng bắn ra. Phốc! Một tiếng rên vang lên, bộp một tiếng, Hồng sư phụ quỳ xuống mặt đất. Nỗi đau kịch liệt nơi đầu gối khiến ông ta vô cùng khiếp sợ. Chuyện gì đang xảy ra? Trong mắt người thường, Tần Lâm chẳng hề động đậy, vậy mà Hồng sư phụ đã quỳ trên mặt đất rồi. Nhưng hai vị này là cao thủ nội gia, bọn họ vừa nãy nhìn thấy Tần Lâm chỉ nhẹ nhàng phóng ra, nhưng anh phóng cái gì vậy? Chẳng nhẽ, là bã trà sao? Một mảnh bã trà thì to đến đâu, e rằng ngay cả móng tay ngón út cũng không to bằng. Nhưng mảnh bã trà yếu ớt vô lực ấy, còn ngâm qua nước trà, lại có thể đánh ông ta đến mức này. Hồng sư phụ lập tức quỳ trên mặt đất khiến mọi người vô cùng khiếp sợ. Hai vị sư phụ lạnh hết sống lưng, trong lòng dâng lên một nỗi sợ khủng khiếp. Chỉ với một mảnh trà đã có thể gây tổn thương cho người khác, thực lực thế này, e rằng vượt xa bọn họ. Bọn họ không dám nương tay, Hồng sư phụ và Lâm sư phụ cùng xông lên. Nén nỗi đau nơi đầu gối, chân sau của Hồng sư phụ đạp lên, đá về phía bụng của Tần Lâm. Lâm sư phụ thì đạp vào đầu của Tần Lâm. Hai người phối hợp, một người đánh phía trên, một người đánh bên dưới. Tần Lâm nở nụ cười lạnh, cứ tưởng là cao thủ thế nào. Tách trà trong tay Tần Lâm vung lên, vô số giọt nước bắn ra, như từng viên đạn, bắn vào người hai vị sư phụ. Phù phù phù. Khi Tần Lâm vung tay lên, hai người kia cũng văng ra ngoài. Tách trà bình thường kia khiến hai người lật nhào trên mặt đất. Bịch, một tiếng, bọn họ ngã rầm trên mặt đất, gạch xanh trên mặt đất vỡ nát, có thể thấy uy lực lớn đến đâu. Sau đó, Tần Lâm đứng dậy, hai chân dẫm lên bắp chân của hai vị sư phụ. Rắc rắc, a, kèm theo đó là âm thanh xương cốt vỡ vụn, hai vị sư phụ dường như đồng thời kêu giống lên. Trông như nhẹ nhàng đạp một cái,
trên thực tế lại như sức lực của cả một đội quân, nỗi đau trên chân lan đến toàn thân, hai vị sư phụ trong nháy mắt mồ hôi tuôn như mưa, đau đến nhe răng há miệng. Tần Lâm cười lạnh, kiếp sau, trước khi ra tay phải cân nhắc xem thực lực của bản thân đến đâu. Cùng một câu nói, Tần Lâm trả lại y nguyên. Hai người trợn tròn mắt, không ngờ rằng người này lại mạnh đến vậy. Trúc đá cỏ cây đều có trở thành đao kiếm. Hoa rơi lá rụng đều có thể gây tổn thương người khác. Cao thủ thế này, bọn họ căn bản chẳng thể chống lại, người ta chỉ dùng một đầu ngón tay là có thể tước đoạt tính mạng của bọn họ. Đại sư tha mạng. Sau khi bị Tần Lâm dẫm lên chân, hai người lập tức chịu thua, nếu như bây giờ không xin tha mạng, e rằng đùi bọn họ sẽ bị tàn phế. Đại sư tha mạng, chúng tôi chỉ cầm tiền làm việc, không có bất kỳ liên quan gì với nhà họ Ngô. Tần Lâm nói, các ông không phải sư phụ của Ngô Cường sao? Hồng sư phụ sắc mặt thay đổi, vội vã giải thích. Đại sư, huynh đệ chúng tôi có hàng ngàn hàng vạn đồ đệ, cầm tiền liền dạy công phu, chỉ là quan hệ về mặt lợi ích, không có chút nào tình cảm. Sau này chúng tôi tuyệt đối không dám đối đầu với đại sư. Lời Hồng sư phụ nói là sự thật, bọn họ giúp nhà họ Ngô là bởi vì nhà họ Ngô rất hào phóng, cho bọn họ một số tiền lớn. Hiện nay nhà họ Ngô đắc tội một vị đại sư như Tần Lâm, bọn họ đương nhiên muốn tránh xa, sau này không dám đắc tội nữa. Tần Lâm giơ tay, lạnh lùng nói. Cút! Hai người như được đại xá, vội vã đứng dậy, khập khễnh chạy mất dạng. Lúc đi cũng không dám nhìn Ngô Phong Niên, sợ bị liên lụy. Mặt Ngô Phong Niên xám như tro, ông ta không thể nào ngờ được hai vị sư phụ cũng không phải đối thủ của Tần Lâm. Trẻ như vậy mà lợi hại đến thế sao? Ngô Phong Niên lập tức quay người muốn bỏ chạy. Đột nhiên sau lưng truyền đến giọng của Tần Lâm. Cho bọn họ đi, nhưng đâu cho ông đi. Ngô Phong Niên dừng bước, mồ hôi lạnh túa ra như suối, ông ta quay đầu lại, siết chặt nắm đấm, mặt mày tái xanh. Tôi có thể không truy cứu chuyện này nữa. Ngô Phong Niên nhượng bộ. Con trai bị đánh đến tàn phế, ông ta lại nói sẽ không truy cứu nữa. Đương nhiên là không dám đối đầu với Tần Lâm. Tần Lâm cười lạnh, nhà họ Ngô các người không sai ở chỗ Ngô Phương và Ngô Cường. Các người sai ở chỗ chọn làm chó cho nhà họ Thư. Tần Lâm bước từng bước đến trước mặt Ngô Phong Niên, từ trên cao nhìn xuống ông ta, lạnh lùng nói. Nếu đã thích làm chó đến vậy, tôi sẽ giúp ông toại nguyện. Tay Tần Lâm vỗ lên vai của Ngô Phong Niên, đột nhiên, toàn thân Ngô Phong Niên như bị núi cao đè lên. Ông ta lập tức quỳ trên mặt đất, hai tay chống xuống đất, cổ tay và đầu gối cùng lúc bị đau nhói. Ngô Phong Niên thảm thiết kêu mấy tiếng, xương cốt toàn thân đâu bằng hai vị sư phụ kia, một vỗ này của Tần Lâm đã khiến ông ta ngất đi. Khi Ngô Phong Niên hoàng hồn, cổ chợt lạnh, chiếc xích chó lúc trước bị Tần Lâm đeo lên cổ. Sắc mặt Ngô Phong Niên tái mét. Mày làm gì thế? Mày dám làm thế với tao à? Mày không sợ nhà họ Thư sao? Dám làm nhục ông ta đến vậy, Ngô Phong Niên tức giận đến nổ phổi, nhà họ Ngô dù sao cũng liên hôn với nhà họ Thư. Ngô Phong Niên ông cũng là trợ thủ đắc lực của nhà họ Thư, nhiều sản nghiệp của nhà họ Thư đều do ông ta quản lý, Tần Lâm làm như thế với ông ta, rõ ràng là không coi nhà họ Thư ra gì. Sự tức giận của nhà họ Thư là thứ mà anh có thể chịu được sao? Tần Lâm cười lạnh, nhà họ Thư, tôi sợ bọn họ không dám đến. Tần Lâm quay người đi về phòng, khi đến cửa, anh dừng lại, rồi nói. Dì Phùng, về sau chó ăn gì, ông ta ăn cái đấy, nếu dám không nghe lời, dì có thể giết ông ta. Lời Tần Lâm vừa dứt, Ngô Phong Niên run rẩy, sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Tay chân bị Tần Lâm đánh gãy, nằm bò trên mặt đất, trên cổ đeo xích chó, dây xích gắn vào tường, nhìn từ xa trông ông ta trông giống một con chó thật. Như thế này. Ngô Phong Niên bị Tần Lâm nuôi ở nhà như một con chó trong nhà. Chẳng qua là dì Phùng lương thiện, không muốn đối đãi với ông ta như nhà họ Đường đối đãi với mình lúc trước, mỗi ngày đều cho ông ta ăn no, không đến nỗi chết đói. Buổi tối nấu cơm cho Tần Lâm, bây giờ mặc dù trong nhà chỉ còn hai người bọn họ nhưng dì Phùng vẫn không thay đổi quy định cũ. Thiếu gia ăn cơm, bà ấy vẫn đứng bên cạnh hầu hạ. Nhìn thấy thiếu gia vẫn thích ăn sườn sốt chua ngọt. Dì Phùng xúc động nói. Hai, nhớ lúc trước thiếu gia, Trúc tiểu thư còn có Diệp tiểu thư,
ba người thích nhất là ăn sườn sốt chua ngọt mà dì nấu, không biết bây giờ nhà họ Diệp sao rồi. Tần Lâm đặt đũa xuống, nói. Dì Phùng yên tâm, mấy ngày nữa cháu sẽ đi tìm em Vãn Nhi. Năm đó Tần Lâm có thể chạy thoát là nhờ có em Vãn Nhi, thu xếp ổn thỏa nhà họ Trúc, Tần Lâm đương nhiên phải đi tìm em Vãn Nhi rồi. Hơn nữa, anh cũng đã nhờ Tôn Kiến Sơn đi nghe ngóng rồi. Trước mắt cả nhà Diệp Vãn Nhi đều sống cuộc sống bình thường. Bố của em Vãn Nhi, Diệp Long hiện nay không có công việc, mẹ Vương Mai làm phục vụ ở nhà hàng. Còn Diệp Vãn Nhi lại làm ở phòng khám. 10 năm trước, nhà họ Tần bị giết hại, Tần Lâm chạy thoát được đều nhờ vào em gái nhà họ Diệp cứu giúp. Nhà họ Đường, nhà họ Trúc, nhà họ Diệp năm đó đều là gia tộc hạng hai sống dựa vào nhà họ Tần. Hiện nay, nhà họ Trúc, nhà họ Đường mặc dù đều bị bài trừ, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng tồn tại, nhưng nhà họ Diệp. Dù sao cũng là người năm đó cứu giúp Tần Lâm, nhà họ Diệp bị ảnh hưởng rất lớn, từ một gia tộc hạng hai trở thành một gia đình bình thường, thậm chí còn không bằng một gia đình bình thường. Sáng sớm ngày thứ hai, theo địa chỉ mà Tôn Kiến Dân gửi, Tần Lâm đến phòng khám mà Diệp Vãn Nhi đang làm việc. Tần Lâm 10 năm trước mới 12 tuổi, Diệp Vãn Nhi cũng chưa đến 10 tuổi, hai đứa trẻ không hiểu chuyện người lớn, chỉ coi nhau bạn bè tốt, chơi cùng nhau. Khi Tần Lâm xảy ra chuyện, Diệp Vãn Nhi không hề do dự mà giúp đỡ, nếu như năm đó không có cô bé Lương Thiện giúp đỡ, e rằng Tần Lâm đã sớm bị kẻ gian hại chết. Không ngờ rằng, bởi vì ơn cứu mạng năm đó, Thiên Kim nhà giàu khi xưa đã trở thành một người làm đi làm thuê để kiếm tiền. Nghĩ đến đây, Tần Lâm không khỏi cảm thấy áy náy. Chẳng mấy chốc anh đã đến được phòng khám nơi Diệp Vãn Nhi làm việc. Đây là một phòng khám tư nhân có quy mô không nhỏ, hơn nữa còn là phòng khám đông y. Bây giờ mặc dù ít người coi trọng đông y nhưng vẫn có nhiều người tin vào đông y, đặc biệt là một khi có tiếng tăm vang dội, người bệnh sẽ đến không ngớt. Vậy nên kiểu đông y quán như thế này thấy rất nhiều. Trong đông y quán có một cô gái dáng người yểu điệu đang tiêu trùng cho các dụng cụ như kim bạc. Diệp Vãn Nhi và Tần Lâm giống nhau, ước mơ thuở nhỏ đều một lòng muốn làm bác sĩ. Tiếc rằng, vài năm trước khi Diệp Vãn Nhi thi đại học, cô ấy bị đuổi ra nhà họ Diệp, từ đó mất đi chỗ dựa. Nhà họ Diệp vì chèn ép cả nhà bọn họ, thậm chí còn dùng quan hệ khiến cho Diệp Vãn Nhi không có cách nào tham gia kỳ thi đại học. Không được học trường đại học y, ước mơ của Diệp Vãn Nhi cũng tan thành bọt biển, chỉ có thể học nghề ở đông y quán này, vừa chạy việc vặt kiếm tiền, vừa học nghề y từ sư phụ. Chẳng qua là mọi việc không thuận lợi như trong tưởng tượng. Diệp Vãn Nhi ngoại hình xuất chúng, thanh thuần khiến người khác yêu thích, chủ y quán bắt đầu có ý đồ xấu với cô ấy. Nhiều lần ám chỉ, khiến Diệp Vãn Nhi vô cùng phản cảm. Vãn Nhi à, đừng làm nữa, nghỉ ngơi chút đi, đã khám xong cho người được uống thuốc vào buổi sáng rồi, buổi chiều hãng làm tiếp. Chủ của y quán tên là Lưu Minh Đức, năm nay 30 tuổi, hơi béo, đầu trọc, dáng vẻ điển hình của mấy người đàn ông trung niên mập mạp. Mặc dù học đông y nhưng bản thân không chú ý bảo dưỡng, nên trông hắn ta như 40 vậy. Lưu Minh Đức đi đến trước mặt Diệp Vãn Nhi, cười ha ha mà nói. Vãn Nhi à, em xem tay của em này, mảnh mai mềm mại, cứ làm mấy việc thế này, sau này sẽ trở nên thô ráp xù xì mất. Nói xong, Lưu Minh Đức còn duỗi tay ra vuốt ve tay của Diệp Vãn Nhi. Diệp Vãn Nhi vội vã tránh đi, cảm ơn bác sĩ Lưu, tôi phải kiếm tiền, thô giáo hay không cũng không sao. Mặt Lưu Minh Đức lộ rõ vẻ thô tục. Ánh mắt quét qua đường cong trên người Diệp Vãn Nhi, thèm thuồng mà nuốt nước bọt. Vãn Nhi à, em xem, em còn trẻ vậy mà phải làm việc này, sau này bao giờ mới kết thúc? Hay là em theo tôi, sau này làm bà chủ, như thế chẳng phải sướng hơn sao? Diệp Vãn Nhi lộ ra vẻ mặt chán ghét, cô ấy cau mày. Bác sĩ Lưu, xin anh giữ tự trọng, anh là người đã có vợ. Lưu Minh Đức cười ha ha. Chẳng hề xấu hổ mà nói. Bà già nhà tôi sao bằng em được, em theo tôi nhất định sẽ yêu thương em. Diệp Vãn Nhi chán ghét bĩu môi, chỉ là ông chủ của một phòng khám mà thôi, tưởng bản thân là hoàng đế chắc. Sau này bác sĩ Lưu đừng nói mấy chuyện này nữa, nếu không tôi sẽ từ chức. Nếu không phải vì Diệp Vãn Nhi khó có thể lập tức tìm được công việc phù hợp thì cô ấy đã thôi việc từ lâu rồi,
ngày nào cũng phải đối mặt với loại người như này, thực sự quá kinh tởm. Lưu Minh Đức cau mày, trong lòng nghĩ dù sao hôm nay cũng không có ai đến, hắn ta quyết tâm, một là không làm hai là làm thì làm đến cùng. Hắn ta cởi cúc quần áo, bước từng bước về phía Diệp Vãn Nhi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 2.